chương 3940, tái chiến bạch hoành tài. Lăng Hàn, đế đô song kiêu, thiên phú võ đạo kinh tài tuyệt diễm, lại là trận đạo đại sư, tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng. Nhưng cảnh giới của Lăng Hàn rất kém, dù sao thời gian quật khởi của hắn quá muộn, mặc dù đã đột phá cực cốt cảnh, nhưng ở đây động một tí là khai khiếu, tầm bí cảnh, tu vi cực cốt cảnh quá yếu. Lần này sắp hỏng việc, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều xem trọng Lăng Hàn, cũng có một ít người có ân oán với Lăng Hàn, hoặc là người ghen ghét hắn hiện tại đều cười lạnh cường giả khai khiếu cảnh xuất thủ toàn lực người ngăn cản thế nào bạch hoành tài nhanh chân tiến lên phía trước hắn không xuất thủ đầu tiên hắn chỉ phóng thích khí thức cường đại tiến hành uy hiếp hắn cố ý gây áp lực cho lăng hàn hắn cao hơn hai đại cảnh giới đánh bại lăng hàn dễ như đùa giỡn tự nhiên không cần xem đây là chuyện to tát lần trước bị một quyền của lăng hàn đánh bay đi hắn cực kỳ mất mặt hiện tại là lúc bắt lăng hàn hả giận Lăng Hàn thả lỏng hai tay, dáng vẻ rất thong dong tự nhiên. Khốn kiếp, người thật biết trang bức. Bạch Hoành Tài tức giận, hắn vốn muốn gây áp lực cho Lăng Hàn. Lăng Hàn tốt rồi, hắn cố tình trang bức. Tên đáng chết, hắn hừ một tiếng, rốt cuộc hắn vẫn xuất thủ. Hắn trưởng mang theo năng lượng tần thứ cao, một tia sáng lớn như đầu người đánh thẳng vào người Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ, chờ trùng sáng tới gần, hắn tùy ý phất tay đánh nát trùng sáng. Trời ơi, thật hay giả. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn, bộ dạng như gặp quỷ. Bọn họ biết rõ Lăng Hàn rất trâu bò, nhưng có ai trâu bò tới mức vượt qua hai đại cảnh giới hay không? Đám người uông vũ, bùi vân thư, tăng thủy huyên nhìn nhau y, trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ Lăng Hàn chính là kẻ đánh cướp thần bí? T. Quái vật vượt qua hai đại cảnh giới. Đây là thiên tài ngũ tinh hay thiên tài lục tinh? Thế gian thật sự có quái vật như thế sao? Bạch Hoành Tài cũng đoán ra, lớn tiếng nói. Lăng Hàn, có phải ngươi đánh lén chúng ta hay không? lăng hàn sướng sờ bị nhìn thấu như vậy không được hắn còn muốn làm tiếp mua bán không vốn lâu dài hắn không quan tâm tới hắn phóng thích khí tức bản thân không chút che giấu a à, loại khí tức này không phải cực cốt cảnh uông vũ lập tức nói minh văn cảnh bùi vân thư cũng nói khó trách hắn là thiên tài tứ tinh có thể vượt một đại cảnh giới vẫn vô địch cho nên có thể đủ nhẹ nhóm hóa giải công kích của bạch hoành tài những người này thở ra một hơi bằng không thì quá kinh khủng lại có thiên tài ngũ tinh xuất thế. Nhưng tiểu tử này vẫn là thiên tài tứ tinh, hiện tại lại đột phá minh văn cảnh, chỉ sợ bạch hoành tài không phải đối thủ của hắn. Bùi vân thư cao mày nói ra, bọn họ mang theo khí thế hùng hổ tới đây, nếu bạch hoành tài không địch lại lăng hàn, chẳng phải việc này sẽ biến thành trò cười. Uông Vũ nghĩ nghĩ, nói, chiến đấu đã bắt đầu, hiện tại nói gì cũng không kịp hơn nữa, tiểu tử này khẳng định vừa đột phá, chiến lực không thông thạo, không nhất định còn có thể vượt một đại cảnh giới vẫn vô địch vậy trước tiên xem một chút đi hạng đằng cũng nói bọn hắn đều không có n hồng tay muốn cho bạch hoành tài một cái cơ hội cái này đánh nhất cái minh văn cảnh còn muốn tầm bí cảnh cường giả tự mình xuất thủ bọn họ lại cảm thấy rất mất mặt bạch hoành tài thì không nhất định lăng hàn có thể đối kháng với mình trước khi đột phá hay sau khi đột phá minh văn cảnh hắn hít sâu một hơi chính mình nhất định phải thắng nếu không hai lần bại trong tay lăng hàn sau này hắn gặp lăng hàn sẽ đi vòng qua hỏa vân thần công hắn nói nhỏ oanh toàn thân hắn xuất hiện hỏa diễm hừng hực, nhưng cách thân thể hắn khoảng một tấc là một tầng hộ thể. Hắn quát lớn và xông lên tấn công Lăng Hàn, hỏa diễm hừng hực, hắn như có hỏa thần phụ thể, có thể đốt sạch tất cả mọi thứ. Lăng Hàn dẫn động năng lượng tầng thứ cao quấn quanh hai tay, hơn nữa hắn trọi cứng với đối phương. Hắn không dùng toàn lực ứng phó, chiến lực của hắn có thể nghiền ép bạch hoành tài, đối phương chỉ là khai khiếu cảnh và không đạt tới cấp độ thiên tài nhất tinh. Hắn chỉ muốn kiểm tra chiến lực nên mới kéo dài thời gian, cho nên hắn mới không giải quyết đối thủ thật nhanh. Đánh bại Bạch Hoành Tài dễ dàng, sau đó sẽ là Bùi Vân Thư, còn có hạng đằng cùng Uông Vũ, hắn nên giải quyết những tầm bí cảnh này thế nào? Át chủ bài của Lăng Hàn chỉ có bao nhiêu đó có lẽ có thể địch nổi một tầm bí cảnh, hắn không địch lại hai người, càng không cần nói còn có nhiều người khác. Cho nên, hiện tại hắn dùng tha tự quyết, Bạch Hoành Tài không hiểu, hắn cho rằng mình không lâm vào thế hạ phong, thậm chí còn cho rằng mình tuyệt chiêu thì sẽ thắng Lăng Hàn. Hắn cười nhạo, thổ dân dù sao cũng là thổ dân, quá yếu. Trên bàn tay hắn xuất hiện minh văn, một đạo, hai đạo, ba đạo, thẳng đến năm đạo tạo thành ngôi sao năm cánh và phóng thích ra lực lượng khó hình dung. Minh văn thiên thụ, nó có ẩn chứa khí tức thiên địa. Oanh, hắn điều khiển lấy một trường này, hướng về lăng hàn vỗ tới, lập tức, uy lực tăng vọt. Minh văn ngoại trừ có thể bảo hộ nội tạng, còn có thể bao phủ nắm đấm, chân hoặc binh khí, từ đó gia tăng uy lực trên diện rộng. Lăng Hàn không tiếp chiêu, hắn dùng thân pháp trốn tránh. Ha ha ha, Lăng Hàn, người quá yếu, yếu đến mức đáng thương. Bạch Hoành Tài cười to, hắn lại ra tay, hưu hưu hưu, huyệt khiếu quanh người phát sáng, từ đó bắn ra bí lực như tơ nhện, uy lực lại không thể khinh thường. Nói như vậy, phương thức công kích của võ giả rất hạn chế, công kích viễn trình là phát lực vào tay hoặc chân, chỉ cần lưu ý hai tay hai chân của đối thủ là được. Sau khi bước vào khai khiếu cảnh, khi đó có thể mở huyệt khiếu quanh người, từ đó có thể gia tăng tốc độ hấp thu bí lực còn có thể bộc phát bí lực ra ngoài đương nhiên uy lực không bằng từ tay và chân nhưng lại khó lòng phòng bị quả nhiên bạch hoành tài như biến thành con nhím hắn có thể phát ra bí lực từ toàn thân tất cả đều hóa thành mũi tên hỏa diễm lang hàn vẫn trốn tránh trước kia khi hắn chiến đấu với khai khiếu cảnh đều dựa vào công bằng tuyệt đối suy yếu tu vi đối phương đối phương không thể phát huy chiến lực khai khiếu cảnh cho nên lần này hắn muốn quan sát một phen bạch hoành tài càng đánh lòng tin càng đủ Hắn cười ha ha giọng nói trào phúng vang lên. Hắn chẳng những phải thắng hơn nữa còn muốn nhục nhã đối phương. Lăng hàn lắc đầu đừng nói hắn không nghiêm túc cho dù bạch hoành tài thực sự thắng một khai khiếu cảnh đánh thắng minh văn cảnh thì có gì mà đắc ý nhưng hắn lại không biết bạch hoành tài đã nhận định hắn là thiên tài tứ tinh cho nên cho dù có ưu thế một đại cảnh giới dù thắng vẫn có thể nói khoác thậm chí có thể đánh mặt lăng hàn cho dù ngươi là thiên tài tứ tinh thì thế nào lại chiến một hồi Lăng Hàn không muốn kéo dài nữa, công kích của đối phương không có ý mới, đánh tới đánh lui chỉ có vài chiêu, hoàn toàn vô vị. Thời gian kéo dài lâu, hắn càng chán. Lăng Hàn cười một tiếng, "Chương 3941, minh văn của Lăng Hàn." "Muốn phản công sao?" Bạch Hoành Tài cười lạnh, hắn biết Lăng Hàn có hai thủ đoạn chưa thi triển ra, một là huyết khí sôi trào, hai là minh văn. Hắn cũng giữ lại huyết khí sôi trào đối phó Lăng Hàn, cho nên hắn cần phải lưu ý chính là minh văn của Lăng Hàn. Nghe nói, có người bước vào minh văn cảnh được trời hậu ái, có thể hình thành minh văn đặc thù, uy lực sẽ vượt qua minh văn phổ thông. Đây là khả năng duy nhất giúp Lăng Hàn lật bàn, nhưng ngươi vừa vặn đột phá minh văn, người ứng dụng minh văn không thuần thục, cho nên hắn chỉ cần chú ý một chút là đủ. Nói cho ngươi, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, ngươi lại dày vò đều chỉ là uổng phí sức lực. Bạch Hoành Tài ngạo nghễ nói, lộ ra lòng tin bạo lều. Quần chúng lau mồ hôi thay Lăng Hàn, Bạch Hoành Tài rất có lòng tin đã lây nhiễm bọn họ, hơn nữa vừa rồi bạch hoành tài chiếm hết thượng phong từ đó đã có phân lượng nhất định lang hàn cười một tiếng hắn giờ nắm đấm lên và phát động minh văn ngay sau đó trên nắm đấm của hắn xuất hiện chữ nhất bạch hoành tài nhìn thấy minh văn thì sợ hãi hắn quên cả công kích uông vũ bùi vân phi hạng đằng bọn họ đều biết rõ uy lực minh văn được quyết định bằng số đường vân số lượng càng nhiều uy lực càng nhiều minh văn của người bình thường đại khái là một vạn đạo ngổn ngang lộn xộn không có quy luật gì đáng nói, cho nên bọn họ không mạnh. Những người như bọn họ, minh văn thứ nhất có hơn vạn đạo, nhưng minh văn thứ hai không vượt qua một ngàn, bọn họ đều quan sát minh văn của sư tôn mình, từ đó dựa vào minh văn của mình và diễn hóa ra nhiều hơn, từ đó có thể gia tăng số lượng đường vân trên minh văn của mình. Bởi vậy, càng về sau hình thành minh văn càng phức tạp, đường vân nhiều, uy lực cũng càng lớn. Ngay cả như vậy, cho dù là minh văn ngũ trọng cũng chỉ cực hạn trong 10 vạn. Nhưng minh văn đặc thù, số lượng đường vân hình thành lần đầu nhiều hơn 10 vạn, cực hạn có thể đạt tới 20 vạn thậm chí 30 vạn. Không nói những việc này, hiện tại bọn họ kinh ngạc chính là minh văn của Lăng Hàn. Một, trời ơi, chỉ có một đường vân, chính là nhất. Phốc, ha ha ha, không biết là ai cười đầu tiên, ngay sau đó là rất nhiều tiếng cười to. Người bình thường cũng có thể hình thành minh văn hơn một vạn, Lăng Hàn chỉ có một đường vân, không phải chuyện cười lớn hay sao. Đây chính là thiên tài tứ tinh chỉ sợ bị ông trời ghen ghét cho nên cố ý cấp một minh văn cho hắn chết cười ta ta chưa bao giờ gặp qua minh văn như thế yếu đến đáng thương việc này có thể xem thành minh văn yếu nhất lịch sử hay không nhất định là thế đám người uông vũ đều cười to lắc đầu bọn họ xem thường lăng hàn đến cực điểm đám quần chúng vây xem không hiểu nhưng đám người đồ lược một gia thiện hảo tâm giải thích bọn họ hiểu ra và lộ ra vẻ mặt kỳ quái mạnh như lăng hàn chỉ có thể hình thành minh văn đơn giản như vậy chỉ có một đường vân, ngươi có thể ít hơn nữa hay sao? Các ngươi cười cái gì mà cười, phụ thân ta là phản pháp quy chân, tất cả đại đạo trong thiên địa đều bắt đầu từ nhất đấy, các ngươi biết hay không? Tam hoa trách mắng, nàng sùng bái lăng hàn một cách mù quáng. Phốc, bạch hoành tài chế diễu, tiểu nha đầu, mắt ngươi mù rồi. Lăng hàn cười khẽ, sau khi nghe lời này thì hắn nổi giận. Dám mắng con gái của hắn, đánh, hắn xuất quyền công kích, chữ nhất phát sáng trói mắt. Lăng hàn, ta phải thừa nhận, lúc trước đã quá đề cao ngươi. Bạch Hoành Tài nói chuyện đầy khinh thường, loại minh văn này ra chỉ vào nắm đấm thì có thể gia tăng bao nhiêu uy lực. Xem ra xuất trưởng phá chiêu của ngươi đây, hắn xuất trưởng đáp lễ, dường như cố ý nên có năm đạo minh văn thắp sáng, từng đường vân rõ ràng xuất hiện. Bành, quyên, trưởng va chạm với nhau, lần này không chỉ lực lượng va chạm, còn có năng lượng tầng thứ cao và minh văn của hai bên va chạm. Ban đầu Bạch Hoành Tài còn tràn ngập lòng tin, ngay sau đó sắc mặt hắn biến hóa. Lực lượng kinh khủng bộc phát, 333, minh văn của hắn bị đánh nát, hoàn toàn không có tác dụng bảo hộ hay tấn công, lực lượng của Lang Hàn vẫn tiến lên, không bị cản trở chút nào. 3, nắm đấm của Bạch Hoành Tài nổ tung, huyết nhục tung bay, sau đó là xương cốt, cho dù xương cốt tiến hóa 5 lần, độ cứng vượt qua phần lớn tinh thiết, nhưng đối mặt với lực lượng trước mặt, xương cốt lại yếu đến mức đáng thương. Xương cốt và huyết nhục tung bay, Bạch Hoành Tài kêu thảm thiết một tiếng bước chân lảo đảo và lui về phía sau. Trên thực tế, lực lượng của hắn không thua gì Lăng Hàn, thậm chí còn vượt qua, nhưng lực lượng của hắn chỉ là quân ô hợp, chất lượng thua xa Lăng Hàn nên bị đánh tan. Lúc này toàn trường yên tĩnh, có người nào nghĩ tới hay sao? Đám người uông vũ vừa kinh hãi vừa xấu hổ, vừa mới chế diễu minh văn của Lăng Hàn là yếu nhất lịch sử, hiện tại minh văn đã bộc phát uy lực vô thượng. Bọn họ có thể nói gì? Mọi người đều ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, nhìn thấy chữ nhất trên nắm giấm của Lăng Hàn đang tỏa sáng khắp bốn phía, nó rất đơn giản và phổ thông nhưng lại không khác gì hoàng đế, có thể trấn áp vạn cổ, phá diệt trời cao. Đây thật là minh văn yếu nhất hay sao? Cái giấm, nếu lại yếu nhất, tại sao lại có thể nghiền ép bạch hoành tài? Thế nào, Tam Hoa cực kỳ kiêu ngạo, đây chính là phụ thân của nàng, hắn rất châu bò. Cho dù là đám người đại hoa, nhị hoa cũng kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Hàn có minh văn nhìn như phổ thông lại mạnh đến thế đúng là đại đạo đơn giản nhất phản phát quy chân hay sao không hổ đế đô song kiêu của chúng ta quá mạnh đám người ngoài khiếp sợ và hưng phấn còn ai dám xem thường minh văn của lăng hàn ai nói minh văn càng phức tạp càng tốt đám người uông vũ muốn phản bác vô số sự thật đã chứng minh minh văn càng phức tạp càng cường đại nhưng nó không thể giải thích nổi trường hợp của lăng hàn lăng hàn sẽ không nói kỳ thật minh văn của hắn nhìn như đơn giản nhưng có số lượng đường vân rất nhiều đã vượt qua trăm vạn đạo chỉ số lượng minh văn đã nhiều hơn người khác rất nhiều. Hắn chỉ cười nhạt, đây mới là phong thái vốn có của thiên tài. Vinh nhục không sợ hãi, không giống như tên họ bạch kia, hắn nhảy nhót tưng bừng giống tôm tép nhãi nhép. Tất cả mọi người bình luận và đánh giá lăng hàn cực cao. Bạch hoành tài phun máu tươi, hắn ngất đi, hắn bị chọc tức ngất đi. Ba ba ba, tăng thụy huyên vỗ tay và đi ra. Không hổ là thiên tài tứ tinh, đúng là bất phàm, để bổn cô nương tiếp đãi ngươi. Lăng hàn thu tay lại, ngươi là tầm bí cảnh, lĩnh giáo cái giám. Rõ ràng ỉ vào tu vi cao khi dễ người, từ trong lời của nàng biến thành lăng hàn chủ động khiêu khích, nàng mới bị ép ứng chiến. Tốt, ta sẽ chiếu cố ngươi, một giọng nói dễ nghe vang lên, chương 3942, viện binh xuất thủ. Mọi người đều quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một nữ tử áo trắng đang bay tới, phong thái tuyệt đại. Công chúa yêu tộc, lăng hàn sướng sờ, không nghĩ tới bích tiêu công chúa lại chạy tới. Là bích tiêu công chúa, thật là đẹp không hổ danh đệ nhất mỹ nhân a à, tại sao bích tiêu công chúa lại xuất chiến thay lăng hàn người ngu xuẩn không chẳng lẽ không biết bọn họ là một đôi đã sớm qua đêm với nhau rồi cái gì nữ thần trong mộng của ta đám người nghị luận ầm ý phần lớn người đều ôm đầu bích tiêu công chúa là tình nhân trong mộng của mỗi nam nhân tại đế đô tăng thụy huyên cũng sướng sờ sau đó cười nói thì ra là bích tiêu công chúa quả nhiên không thẹn với danh xương đệ nhất mỹ nhân nhưng mà Công chúa điện hạ, ngươi là yêu tộc, nhân tộc cần ngươi ra mặt hay sao? Công chúa yêu tộc cười nhạt một tiếng, ta đã sớm quy hàng Huyền Bắc quốc, yêu tộc cũng là một phần tử của Huyền Bắc quốc. Mà các ngươi không tuân đế dụ, hoành hành bá đạo ở đế đô, Bích Tiêu ta làm sao có thể trơ mắt nhìn? Tốt, nói hay lắm, Bích Tiêu công chúa rất tốt. Đúng thế, đám người bên ngoài các ngươi muốn làm gì thì làm, còn không cho chúng ta phản kháng hay sao? Đả kích xâm lược, thất phu hữu trách, người xung quanh kêu to lên mỗi người nhiệt huyết xông lên đầu hơn nữa còn rất kích động bích tiêu công chúa gật đầu chào đám người sau đó mới nói lại nói ngươi là nữ tử nếu chuyển ra huyền bắc quốc ta khi dễ một nữ nhân không phải đang làm trò cười cho người khác hay sao ta là nữ tử nên sẽ đánh với ngươi một trận mặc dù nói rất tốt rõ ràng là lăng hàn tu vi không bằng chiến lược không bằng nhưng trong lời của nàng lăng hàn khinh thường khi dễ một nữ nhân từ đó hình tượng của lăng hàn sẽ cao lớn hơn trước lăng hàn kinh ngạc không nghĩ tới công chúa yêu tộc lại biết ăn nói như vậy, dễ dàng nói trắng thành đen, rất có phong thái của hắn. Tăng Thụy Huyên im lặng, bởi vì tất cả đạo lý đều được bích tiêu công chúa nói xong, nàng còn có thể nói cái gì. Vậy thì đánh đi, xin điện hạ chỉ giáo, nàng rút trường kiếm ra, bích tiêu công chúa cũng xuất kiếm, nàng làm thủ thế. Mời, xeo, xeo, hai nữ lập tức xông vào nhau, các nàng đều là mỹ nữ, dáng người động lòng người, phong thái yêu mỹ, dường như bọn họ không phải đang chiến đấu, mà là đang nhảy múa, làm cho mọi người có cảm giác hưởng thụ cảnh đẹp ý vui. Sau mấy lần thăm dò, các nàng chiến đấu rất kịch liệt, không ngừng vận dụng các tuyệt chiêu, ánh sáng đáng sợ bắn ra tung tóe, đám người chung quanh nhanh chóng chạy đi, tránh gặp tai bay vạ gió. Uông Vũ nhìn thấy thì cau mày, hơn nữa càng ngày càng gấp. Với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, hiện tại Tăng Thụy Huyên đã rơi vào hạ phong, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Công chúa yêu tộc tuyệt đối là thiên tài nhất tinh, có tư chất vô địch cùng dai hắn cũng là thiên tài nhất tinh, nếu không cũng không có khả năng bị phí vĩnh tư thu làm đệ tử, nếu hắn đấu với bích tiêu công chúa, thắng bại khó liệu. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên hắn đứng dậy, nói, Lăng Hàn, nếu ngươi khinh thường khi dễ nữ nhân, như vậy ta sẽ là đối thủ của ngươi. Hắn vừa nói ra lời này, đám người chung quanh ngạc nhiên. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thật sự cho rằng Lăng Hàn đánh Tăng Thụy Huyên là khi dễ nữ nhân hay sao? Lúc trước Bích Tiêu công chúa nói đúng, Hiện tại Uông Vũ lại lợi dụng lời này, mặc dù vô sỉ nhưng tương tự làm người ta không thể cải lại. Ha ha, muốn so tài, cô vương phụng bồi. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, một bóng người cao lớn xuất hiện ở nơi này. Đại hoàng tử, đám người kinh hô, hoàng tử xuất chiến, điều này có ý nghĩa đại biểu không giống. Uông Vũ sững sờ, hắn chỉ muốn bước bách lăng hàn giao ra sổ long truyền thừa, tại sao trước có công chúa yêu tộc, sau có hoàng tử nhân tộc tham gia. Hắn vừa định nói chuyện, sau đó nghiêng tai lắng nghe một lát sau hắn chậm rãi gật đầu vậy thì xin điện hạ chỉ giáo một chút đại hoàng tử hừ một tiếng hắn lập tức lao tới tấn công uông vũ hai người đại chiến qua một lúc thăm dò xong bọn họ lập tức triển khai kịch chiến tuyệt chiêu ra hết uông vũ là thiên tài nhất tinh đại hoàng tử thân là tiên thiên thần thể cho dù là cấp bậc cửu lưu nhưng thần thể chính là thần thể tự nhiên vô cùng cường đại cùng là thiên tài nhất tinh vô địch cùng giai hai người đều vô địch cùng dai làm sao xử lý cái gọi là vô địch chỉ là một cách hình dung một loại tán dương giống như lục cốt nghiền ép ngũ cốt nhưng tương tự lục cốt cũng phân chia mạnh yếu hai người đều toàn lực ứng phó tự ý nghĩa nào đó là trần phong viêm chiến đấu với phí vĩnh tư tự nhiên không ai thua nổi bọn họ đều là tầm bí cảnh đỉnh phong cũng đều là thiên tài nhất tinh thực lực cực kỳ gần nhau chiến mấy trăm chiêu vẫn chưa phân ra thắng bại công chúa yêu tộc lại đánh bại tăng thụy huyên khi đó huyền bắc quốc lại cầm thắng lợi uông vũ cảm thấy áp lực như núi nếu hắn thua như vậy hôm nay sẽ đại bạc và tan tác làm sao chịu nổi mặt mũi của ngươi đâu hắn gào thét một tiếng bỗng nhiên huyết khí sôi trào hắn vận dụng bí thuật cấm kỵ chiến lược tăng vọt liên tục làm vậy không thể duy trì quá lâu sau khi huyết khí sôi trào biến mất hắn sẽ thừa nhận di chứng thật lớn hắn không có biện pháp hắn nhất định phải thắng trong trận chiến này đại hoàng tử cũng không dám chủ quan hai người vốn có thế lực ngang nhau nhưng uông vũ hiện tại đột nhiên bộc phát hắn không thể lưu thủ được nữa hắn quát một tiếng ngay sau đó trên người hắn xuất hiện nhiều ánh sao sáng ngời lang hàn nheo mắt nhìn đại hoàng tử là thanh cương tinh thể thuộc về tiên thiên thần thể hiện tại nó cũng phát huy tiên thiên thần thể cường đại cỡ nào hắn chưa từng gặp qua tự có chút hiếu kỳ nhưng lại rất hào hứng tiên thiên thần thể uông vũ hừ một tiếng trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ tiên thiên thần thể cường đại cũng không phải thổi ra mà là chứng minh từ trong thực chiến đại hoàng tử lao tới trên trời tỏa sáng ngập trời từ đó ra chỉ lực lượng vô tận cho hắn oanh 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 hai người đấu với nhau lần nữa sau khi uông vũ bộc phát như thế chiến lực của hắn đạt tới tầm bí cảnh nhưng đại hoàng tử mạnh hơn nếu như tầm bí cảnh chính là bậc thang như vậy hắn khẳng định đứng ở cuối bậc thang hiện tại uông vũ là sen vào hàng ngũ thiên tài nhất tinh và nhị tinh mà đại hoàng tử cũng làm được như thế Lúc này, đại hoàng tử chiếm cứ thượng phong, tinh thể toàn thân rực rỡ. Qua mấy phút sau, Uông Vũ không địch lại, hắn bị đánh bay ra ngoài. Đến đây, thế lực bên ngoài đã thất bại hoàn toàn. Đại hoàng tử thu hồi ánh sao đầy trời, hắn gật đầu với Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa, hắn ung dung mà không mất đi cao quý. Ha ha, một tiếng cười khẽ vang lên chỉ gặp một nam tử trung niên đi ra, khóe mắt của hắn lại có nếp nhăn giống như trải qua nhiều gian nan khó khăn. T, hắn là cường giả tiên đồ chương 3943, trận linh lại xuất hiện. Một vị cường giả tiên đồ giá lâm, mặc ngươi là thiên tài tuyệt thế nghiền ép cùng cấp độ, dù vậy, người như thế phải cúi đầu trước cường giả tiên đạo. Trần Phong Viêm không dám ra mặt, chỉ có mấy tiểu bối tung hoành, thật sự không biết điều. Tên cường giả tiên đồ này cười lạnh nói, đột nhiên quát lớn. Trần Phong Viêm, có dám hiện thân đánh một trận, giọng nói truyền khắp đế đô. Đây là khiêu khích trần trụi mang ý nghĩa phí vĩnh tư đã mất đi kiên nhẫn, Hắn muốn ép vô thoái vị. Ban đầu bọn họ cho rằng mình nắm quyền tự quyết, thông qua đả kích, Lăng Hàn đã sò xét hư thật của Trần Phong Viêm, không nghĩ tới căn bản không cần Trần Phong Viêm lộ diện, Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa, đại hoàng tử đều xuất hiện, cước lực rất nhanh. Tên cường giả tiên đồ tên là Đinh Cương đã sống mấy trăm năm, hơn trăm năm trước như cá vượt long môn, dựng thành nhân đạo cơ, nhưng với thiên phú của hắn, hắn không có khả năng ngưng tụ thành thiên đạo cơ. Hắn nhìn Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa và đại hoàng tử trong mắt mang theo khinh thường tiên phàm là danh giới mặc ngươi thiên tài đi nữa trong mắt của hắn không khác gì trẻ con giống như con sâu lớn lên rất đẹp hắn rất thưởng thức không có biện pháp mấy trăm năm sinh mệnh hắn vẫn liều mạng khổ tu hắn làm sao sống nổi trong lao tù không lối thoát ngẫu nhiên xuất hiện mấy mỹ nữ các nàng đã sớm bị người ta thu làm đệ tử nào có phần của hắn hiện tại hắn tiến vào thế gian phồn hoa áp chế dục vọng tự nhiên ngo ngoe muốn động lúc trước hắn cố kỵ trần phong viêm hắn còn có thể chịu đựng nhưng bây giờ sắp vạch mặt dục vọng của hắn cũng tăng lên hắn coi trọng công chúa yêu tộc dự định thu làm đệ tử ban ngày nàng hầu hạ bên cạnh hắn ban đêm thì hầu hạ trên giường nhìn thấy bản tỏa còn không quỳ xuống đinh cương hừ một tiếng ngay sau đó áp lực bao phủ các nơi sắc mặt ba người lăng hàn tái nhợt đây là uy áp của cường giả tiên đồ phàm nhân đối kháng thế nào ba người cảm thấy áp lực rất lớn xương cốt toàn thân kêu vang dường như không quỳ xuống thì xương cốt vỡ nát. Bọn họ không cam lòng, bọn họ liên tục cắn răng chịu đựng. Không tuân thánh dụ, đáng chém. xèo, quang ảnh lướt qua và hóa thành một hình người, từ đó đấm ra một quyền về phía Đinh Cương. Ha ha, thanh long trận linh, người rốt cuộc cũng xuất hiện. Đinh Cương cười lạnh nói, hai tay vùng vẫy và dẫn dắt lực lượng thiên địa, một kích này làm đế đô dung chuyển. Cho dù đối phương là cường giả tiên đồ cũng không thể cùng cấp độ sinh mệnh với hắn, chỉ cần một quyền là có thể phá. Tất cả mọi người run rẩy, bọn họ không dám trực tiếp đối mặt, một tiêu uy áp cũng đủ làm bọn họ sợ hãi. Bóng người nghênh đón, âm, um, một quyền đánh xuống, sắc mặt đinh cương thay đổi, hắn sợ hãi gần chết muốn lui lại cũng không kịp, một quyền này đánh nát hắn, hắn hóa thành tia sáng biến mất trong thiên địa. Đường đường cường giả tiên đồ, thế mà lại bị một quyền đánh nát. T, hắn là cường giả tiên đồ thật sao, quá yếu. Xeo, phí vinh tư lướt ra, sắc mặt của hắn âm trầm, hắn vốn định dùng đinh cương tới thăm dò trần phong viêm lại không có hiện thân chỉ là trận linh giúp chóng ta giải quyết đinh cương liền một chiêu hắn không thể không hiện thân lúc này hắn không còn ra ổn định quân tâm như vậy thế lực hắn xây dựng sẽ sụp đổ hơn nữa lúc này hắn không xuất thủ tương đương nói với người khác trần phong viêm hắn đã quay lại cho dù thế nào hắn cũng phải ra mặt phí vinh tư thánh hoàng có ý chí rộng lớn đã nhiều lần cho các ngươi cơ hội các ngươi lại không biết chân quý thật sự cho rằng Hoàng Uy Minh Mông có thể mặc cho ngươi làm sằng làm bậy hay sao? Trận Linh lạnh lùng nói, bệ hạ có ý chí dung nạp thiên hạ nhưng cũng không cho phép có hạt cát trong mắt, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào khiêu khích Hoàng Uy. Ban thưởng ngươi chết một lần, Trận Linh giết ra, hắn đấm một quyền mang theo bá khí vô tận, giống như biến thành trung ta, A của thiên địa. Bang, 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 Trận Linh xuất quyền bá đạo, đánh cho phí vĩnh tư lui lại vài bước. Cái gì, nhìn thấy cảnh này, mọi người không nói thành lời thì ra trận linh lại cường đại như thế ngay cả trận linh còn mạnh như vậy thực lực của trần phong viêm thế nào phí vĩnh tư tâm ngạc nhiên hắn là người trong cuộc chiến hắn biết rõ lực lượng cường đại của trận linh hơn kẻ khác lúc này hắn mới nhớ tới lời đồn lúc trước trần phong viêm từ rất sớm đã oanh sát cường giả tiên đồ khác mà tên cường giả tiên đồ kia đã từng nói trần phong viêm là sinh đan cảnh thậm chí càng mạnh hơn đương nhiên đối với lời đồn này phí vĩnh tư không tin Điều này có thể sao? Hôm nay thiên địa biến hóa, cũng chỉ có thể sinh ra cường giả tiên đồ, làm sao có thể xuất hiện chú đỉnh cảnh thậm chí sinh đan cảnh. Khẳng định là người nơi này chưa nghe qua cường giả nên nghe nhầm đồn bậy, nói quá khoa trương. Hắn tin tưởng thiên phú võ đạo của Trần Phong Viêm rất cao, hiện tại vô cùng khả năng đã bước vào chú đỉnh, nhưng hắn đã sớm đạt tới chú đỉnh đỉnh phong, cho nên nắm chắc 10 phần. Hiện tại nội tâm của hắn hoảng hốt, chiến lực của Trận Linh mạnh hơn hắn, bản thân Trần Phong Viêm mạnh bao nhiêu. Không được, hắn không thể chờ chết ở đây. Sau khi phí vĩnh tư chống đỡ mấy hiệp, hắn xoay người bỏ chạy, không dám ứng chiến. Trận linh đuổi kịp, trận linh không ngừng công kích áp chế phí vĩnh tư. Phí vĩnh tư giống to, chiến lực của hắn bộc phát hoàn toàn, đỉnh đầu của hắn xuất hiện ba đại đỉnh và oanh kích trận linh. Nhưng hắn phản kháng chỉ là dẫy chết mà thôi. Trận linh cực kỳ cường thế, lực lượng của nó bắt nguồn từ toàn bộ thanh long đại trận, lực lượng liên tục không dứt, bởi vậy trận linh không ngừng thi triển đại chiêu làm sao ngăn cản đối thủ như vậy qua vài phút phí vinh tư đã bị oanh sát đường đường cường giả chú đỉnh cảnh lại chết ủy khuất như vậy mọi người không ngờ tới việc này mọi người xem ra cho dù thế nào cũng phải là trần phong viêm tự mình xuất thủ mới có năng lực xoay chuyển tình thế ai ngờ trận linh đã có thể giết phí vinh tư thánh hoàng của bọn họ mạnh cỡ nào thánh hoàng vạn tuế lúc này có vài tên cường giả tiên đồ quỳ dạp xuống đất bọn họ không hoài nghi trần phong viêm chí ít cũng là cường giả sinh đan cảnh bọn họ tuyệt đối không thể phản kháng. Trước đó nhờ vào ý chí Trần Phong Viêm rộng lớn, hắn đại nhân có đại lượng bằng không bọn họ có thể sống sót nhảy nhót tới bây giờ hay sao? Trận Linh mở miệng, nói, niệm tình các người không làm việc đại ác, tạm không xử lý. Lăng Hàn nghe Phong, a còn có việc của mình. Lăng Hàn đi ra, nói, cung nghe thánh dụ, hôm nay thành lập ngoại vụ phủ, nhiệm vụ chủ yếu là câu thông thế lực bên ngoài đế đô, bảo bọn họ quy thuận chiều ta. Trận Linh nói, lệnh cho Lăng Hàn làm phủ chủ ngoại vụ phủ, chương 3944, ngoại vụ phủ. A, à, mình là phủ chủ? Lăng Hàn kinh ngạc, đây là chức vị vô cùng béo bở đấy. Lúc này, dựa vào uy danh hiền hách của Trần Phong Viêm, Lăng Hàn đánh chiêu bài ngoại vụ phủ đi chiêu an từng thế lực, có mấy người dám nói không? Chẳng những không dám nói không, hơn nữa còn phải ăn nói ngon ngọt, dâng tặng rất nhiều bảo vật. Cho nên, đây là công việc béo bở, chất béo nhiều đến kinh người vì sao chỗ tốt như thế lại rơi xuống đầu mình, tại sao dẫn tới nhiều thù hận như vậy. Lăng Hàn suy nghĩ xong liền bật cười lớn, hắn sợ những việc này sao? Tuân lệnh, Lăng Hàn cung kính trả lời. Trận Linh lại nói, Bích Tiêu công chúa nghe phong, Bích Tiêu công chúa cũng sững sờ, nàng vội vàng đứng dậy, cung kính nói. Có Bích Tiêu, phong Bích Tiêu công chúa thành phó phủ chủ, phụ trợ Lăng Hàn làm việc. Trận Linh nói, Bích Tiêu lĩnh mệnh, Bích Tiêu công chúa vội vàng không người nhận lệnh. Trận Linh lại nhìn sang đại hoàng tử, gật đầu nói. Lão đại, người làm rất tốt, lời này đang nói với Trần Phong Viêm, đại hoàng tử kích động khó kìm nén, quỳ xuống nói. Cảm tạ phụ hoàng khen ngợi, cố gắng thật tốt, Trận Linh động viên, vâng, phụ hoàng, đại hoàng tử dập đầu. Đừng nhìn Trần Phong Viêm chỉ khen hắn một câu, nhưng đây chính là lời khẳng định tốt nhất, mang ý nghĩa đại hoàng tử cách ngôi vị hoàng đế gần thêm một bước, đây là thứ đại hoàng tử xem trọng nhất. Nói đến tài nguyên tu luyện, bảo vật, hoàng thất thiếu thứ gì sao? Ở gần đó có mấy vị hoàng tử, bọn họ chỉ ẩn nấp thân thể mà thôi, hiện tại vừa ao ước vừa ghen tị với đại hoàng tử. Thực lực không bằng cũng chỉ là oán hận, bởi vì đứng ra không phải đối thủ của Uông Vũ, nhưng có ít người, ví dụ như thất hoàng tử lại hối hận xanh ruột. Trước kia vì bảo mệnh mà mất tiết tháo đầu hàng, từ đó hắn mất đi điểm trong mắt hoàng đế, cũng may không chỉ có hắn làm như vậy, có câu pháp không trách chúng, hắn không đến mức tuyệt vọng. Nhưng hôm nay đại hoàng tử được Trần Phong Viêm khen ngợi trước mặt mọi người, việc này có ý nghĩa không tầm thường. Trận Linh lại nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói, ngoại vụ phủ chỉ là một người phụ trách trước thánh hoàng bệ hạ, bất cứ người nào cũng không được nhúng tay vào. Tất cả mọi người đều nghiêm túc, kể từ đó, địa vị của ngoại vụ phủ trở thành siêu nhiên, không ai quản lên đầu bọn họ. Lăng Hàn, thánh hoàng ban thưởng ngoại vụ phủ một bộ chiến tranh cự tượng, ba khối đạo thạch. Trận Linh nhìn về phía Lăng Hàn, cảm tạ bệ hạ. Lăng Hàn không biết chiến tranh cự tượng là gì, hắn chỉ cần cảm tạ trước là được. Trận Linh gật đầu, bỗng nhiên thân thể nổ tung và hóa thành vô số tia sáng, biến mất không còn tung tích. Đám người uông vũ cảm thấy lạnh buốt toàn thân, mặc dù Trận Linh không nhắc tới bọn họ, đó là bởi vì cấp độ của bọn họ quá thấp, Trận Linh khinh thường không quan tâm tới, nhưng việc này không đại biểu bọn họ bình yên vô sự. Không có cường giả tiên đồ bảo vệ, mấy người bọn họ tính là cái dám gì. Lại nói, không thấy cường giả tiên đồ còn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ sao. Bọn họ cùng quỳ xuống đất, yêu cầu tính mạng xa vời. Lăng Hàn nhìn sang bích tiêu công chúa, cười nói, chúng ta có thể thương nên công việc ngoại vụ phủ chủ hay không, phó phủ chủ đại nhân. Bích tiêu công chúa tức giận, người gọi ta là phó phủ chủ, không phải đang nhắc nhở ta, người mới là chủ quản hay sao. Nam nhân này thật sự hẹp hòi, nàng hư một tiếng, nói, hôm nay không rảnh, hôm nào lại nói. Nói xong, thân thể nàng biến mất, Lăng Hàn, làm rất tốt, đại hoàng tử đã sớm đứng dậy, Lăng Hàn gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Trong mắt hắn, bất kỳ người nào cũng chỉ là nô tài trần gia. Đây là nhận thức chung của mỗi hoàng tử, cho dù bọn họ chiêu hiền đại sĩ như thế nào cũng không thể cải biến ý nghĩ thâm căn cố đế này trong lòng bọn họ. Lăng Hàn cười ha ha, nói, được, một hồi phong ba đã kết thúc, đám người tản đi, Lăng Hàn cũng trở về phòng mình. Không qua bao lâu, đại thái giám chu kỳ đến thăm, Chu đại nhân, Lăng Hàn chắp tay nói. Chu Kỳ cười ha ha, Lăng đại nhân không nên khách khí, ngươi hiện tại là phủ chủ ngoại vụ phủ, dưới một người, trên vạn người. Lăng Hàn cũng khách sáo một câu, hỏi, "Chu đại nhân tới đây có chuyện gì, còn không phải bôn tẩu vì ngoại vụ phủ của ngươi hay sao?" Chu Kỳ cười nói, "Ngươi cho rằng thành lập một bộ ngành mới chỉ là chuyện một câu nói hay sao? Ngay cả nơi làm việc cũng chưa có." Lăng Hàn nói, "Vậy làm phiền Chu đại nhân, tới đi." lão nô dẫn người đi xem ngoại vụ phủ, không biết người có hài lòng với nơi được chọn hay không. Chu Kỳ cười nói, hai người đi ra ngoài, Chu Kỳ dẫn Lăng Hàn đi vào một tòa phủ đệ thật lớn, nhưng tòa phủ đệ này còn chưa treo biển hiệu. Lăng Đại Nhân, nếu như hài lòng, lão nô sẽ bảo người treo biển lên. Chu Kỳ nói, Lăng Hàn cảm thấy không quan trọng, gật đầu, đi, vậy là tốt rồi, Chu Kỳ cười nói. Bệ hạ ban thưởng cử tượng cho ngươi, lão nô sẽ đưa tới vào ngày mai. Lang Hàn vội vàng nói xin hỏi chu đại nhân cự tượng dùng để làm gì cự tượng chính là khôi lỗi dùng trận pháp thúc dục lấy đạo thạch làm nguồn năng lượng chu kỳ nói lúc này tiếp tục giải thích với lăng hàn đạo thạch chính là lực lượng thiên địa áp xúc tạo thành dùng đại đạo pháp hóa thành cố thể là động lực khu động trận pháp cao cấp lăng hàn a à một tiếng mặc dù hắn không hiểu gì cả chu kỳ là người bận rộn hắn nhanh chóng cáo từ rời đi lăng hàn suy nghĩ có nên rời nhà tới ngoại vụ phủ hay không ngày thứ hai Thời điểm Lăng Hàn đi vào ngoại vụ phủ, chỉ thấy Bích Tiêu công chúa đã tới sớm hơn hắn. Đoán chừng cũng sẽ mang Chu Kỳ tới. Tòa phủ đệ này rất lớn, trên quảng trường của phủ đệ có một cử tượng kim loại đúc thành hình dáng kim ngưu, chiều dài 9 trượng, độ cao khoảng 6 trượng, nó là kim loại đúc thành cho nên mỗi khối cơ bắp như lồi ra ngoài, tràn ngập cảm giác lực lượng. Đây chính là chiến tranh cử tượng, cử tượng rất lớn, cũng không biết uy lực như thế nào. Hai vị phủ chủ tới rồi, Chu Kỳ bước từ bên trong ra ngoài hắn vừa cười vừa nói giới thiệu với hai vị đại nhân một chút đây chính là chiến tranh cử tượng chờ sau khi hai vị đại nhân tiến hành nhỏ máu nhận chủ thì có thể điều động thứ này đây là cử tượng nhất tinh tương đương với chiến lược trúc cơ ưu điểm là phòng ngự cao không có điểm yếu hại nhưng vận dụng cử tượng cần tiêu hao đạo thạch mà bệ hạ chỉ ban cho các ngươi ba khối đạo thạch sau khi dùng xong cần hai vị đại nhân tự nghĩ biện pháp nói như vậy một khối đạo thạch có thể cung cấp cho cử tượng năng lượng chiến đấu suốt ba ngày cho nên cần phải ít dùng, lúc đó có thể kiên trì thời gian lâu hơn. Mặc dù bệ hạ không định ra mục tiêu cụ thể cho hai vị, nhưng bệ hạ hy vọng hai vị đại nhân nhanh chóng trấn áp tất cả bọn đạo trích trong lãnh thổ, từ đó cung cấp cho dân chúng hoàn cảnh sinh sống an toàn. Lăng Hàn và Bích Tiêu Công Chúa đều gật đầu xác nhận, sau đó nhìn đầu kim như to lớn trước mặt, thứ này có chiến lược cấp bậc trúc cơ. Trần Phong Viêm thật sự ra tay hào phóng, chu kỳ cáo từ rời đi, Lăng Hàn lại thương lượng công việc với Bích Tiêu Công Chúa, Suốt cuộc nên chiêu an trước hay nên mở rộng thành viên trước. Khẳng định phải chiêu mộ thêm thành viên, hai người bọn họ không thể trở thành tư lệnh không quân, nhưng chiêu mộ bao nhiêu người, chiêu mộ người nào thì cần phải suy nghĩ. Người rảnh rỗi, không muốn, chương 3945, khai trương đại cát. Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa tích cực chuẩn bị, ngoại vụ phủ vừa mới thành lập, còn chưa tuyên truyền với bên ngoài, đây là ngành có quyền lực rất lớn, chất béo nhiều, không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào, chỉ cần bọn họ phạm sai lầm khẳng định sẽ có rất nhiều đại thần cáo trạng với trần phong viêm hai người thương lượng với nhau một lúc bắt đầu chiêu mộ thành viên hạn chế ví dụ như lăng hàn chiêu mộ đám người hiên viên định quốc ân tú tinh liên tuyết dung vào trong phủ bích tiêu công chúa lại thu các thiên tài yêu tộc như hồ nhị hồ thái phong hùng bạo làm thủ hạ của mình nhanh chóng gia tăng thực lực của ngoại vụ phủ bích tiêu công chúa còn muốn liên hệ với hồng thiên bộ nhưng bị lăng hàn cự tuyệt đối phương không có khả năng đồng ý với tâm tính kiêu ngạo của hồng thiên bộ muốn hắn khuất nhục dưới trướng lăng hàn ha ha lăng hàn cùng bích tiêu công chúa nghiên cứu mấy ngày quyết định xuất động hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngoại vụ phủ cho nên bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thật viên mãn thế lực đầu tiên bị bọn họ để mắt tới chính là dương lâm tông nó nằm ở bạch loan sơn tông chủ cổ bình chính là cường giả tiên đồ nhưng từ tư liệu thu thập được người này có cấp bậc trúc cơ trận chiến đầu tiên phải làm thật đẹp Lăng Hàn phái người tới đưa tin trước, thăm dò ý của cổ bình, kết quả đối phương phản hồi, nguyện ý quy thuận huyền Bắc Quốc nhưng sự việc cụ thể cần thương lượng cụ thể với nhau. Lăng Hàn biết, đối phương đang lo lắng vấn đề địa vị sau khi quy thuận. Hắn và Bích Tiêu công chúa cùng xuất động, cũng không có mang theo bao nhiêu tùy tùng, cũng chỉ có hai người tiến về Bạch Loan Sơn. Bạch Loan Sơn nằm cách đế đô khoảng ba ngày đi đường, Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa đi lại rất nhanh, bởi vậy bọn họ chỉ tốn thời gian hai ngày là tới nơi sau khi thiên địa biến hóa, Bạch Loan Sơn vô cùng bình thường cũng có biến hóa, ngọn núi phá đất nhiều cao lên, núi cao chừng 3 ngàn trượt, từ dưới núi nhìn lên, giữa sườn núi có một đám mây mù quấn quanh, trên đỉnh núi không có tuyết động và cây cối xanh um tươi tốt, đây là việc phi thường cổ quái. Vừa vặn, mặt trời mới lên, Lăng Hàn bảo Bích Tiêu công chúa chờ một chút, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tu vi của Lăng Hàn tăng lên nhanh chóng. Vì cái gì mỗi ngày chỉ có sáng sớm mới thích hợp tu luyện lăng hàn cho rằng đây là thời điểm nhật nguyệt giao thoa dẫn động thiên địa biến hóa về phần tại sao thời gian mặt trời lặn không nên tu luyện hắn lại không rõ ràng nửa giờ sau lăng hàn đứng dậy hắn gật đầu và nói với bích tiêu công chúa đi thôi bích tiêu công chúa hừ một tiếng dám bảo bổn công chúa chờ ngươi tiểu tử này thật sự quá ghê tởm nghĩ đến lăng hàn đã từng đụng vào nội y của mình nghĩ tới tên này ba hoa về nàng trước mặt người ngoài nàng có xúc động đạp tiểu tử này vài cước người nào còn chưa lên núi phía trước đã có tiếng quát lớn vang lên chỉ thấy dưới sơn môn có tám đệ tử đang thủ hộ nhìn thấy hai người lăng hàn đi tới bọn họ lập tức quát lớn lăng hàn cười cười nói ta là lăng hàn đã hẹn với tông chủ các ngươi hôm nay tới đây bái phỏng hóa ra là lăng đại nhân lăng đại nhân ta là người sùng bái ngươi ta cũng vậy có thể ký tên cho ta không tám người trở nên nhiệt tình bọn họ vốn là người huyền bắc quốc sau khi cổ bình khai tông lập phái bọn họ mới chạy tới làm đệ tử, từ lâu đã nghe nói qua sự tích truyền kỳ của Lăng Hàn, hiện tại mới nhìn thấy chân thân, cho nên bọn họ hưng phấn có thể nghĩ. Lăng Hàn tươi cười bắt chuyện với bọn họ, được những người này dẫn dắt, hắn và Bích Tiêu công chúa đi lên núi. Lăng phủ chủ, một nam tử trung niên ra đón, nhìn như phổ thông nhưng lại giao hòa với thiên địa, đạo vận mười phần. Cường giả cấp tiên đồ có khác, nhất định là cổ bình. Lăng Hàn chắp tay, nói, cổ tông chủ quá khách khí, ngươi là tiền bối, là cường giả, làm sao dám để ngươi nghênh đón chứ? Ha ha ha, cổ bình cười to, hắn tự mình ra mặt nghênh đón hai phạm nhân đã là tự hạ mình. Nhưng hai người lăng hàn lại đại biểu cho Trần Phong Viêm, hắn nhất định phải bán chút mặt mũi này, ai bảo hắn đã quyết định quy thuận huyền Bắc Quốc. Một người chỉ xuất động trận linh là có thể đánh nổ thế lực chú đỉnh, đặt trong tinh không cũng không tính là gì, nhưng với hắn mà nói, đây chính là quái vật khổng lồ, hắn không chọc nổi. Nhưng Lăng Hàn có quá mức, lại hiểu tiến thối, đương nhiên hắn rất vui vẻ. Hai vị, mời, hắn đưa tay, ánh mắt nhìn lên thân bích tiêu công chúa một chút, ánh mắt đầy nóng bỏng. Nữ tử này thật đẹp, khi hắn còn ở trong lao tù đã tiếp xúc với mặt hàng gì. Nhưng hắn cũng không dám làm loạn, trừ phi hắn không muốn sống. Ba người ngồi xuống, bắt đầu thương thảo chi tiết cụ thể sau khi quy thuận Dương Lâm Tông. Quy thuận cũng không phải nói câu nào, cắm lá cờ là xong, nhất là Trần Phong Viêm của huyền Bắc Quốc hiện tại chính là cường giả tiên đồ, những người khác căn bản không quản được cường giả tiên đồ cho nên phải chế định phương án vẹn toàn đương nhiên cổ bình dẫn đầu đầu nhập vào tự nhiên cũng muốn kiếm chút chỗ tốt ví dụ như hắn được phong quan chức gì cổ bình sử dụng công phu sư tử ngoạm vừa bắt đầu đã yêu cầu vị trí phó phủ chủ đương nhiên yêu cầu này bị lăng hàn cự tuyệt kẻ quy thuận đầu tiên huyền bắc quốc khẳng định sẽ cho chút yêu đãi nhưng cũng không yêu đãi tới mức như thế song phương thảo luận tới thảo luận lui bỏ ra thời gian hai ngày mới quyết định Lăng Hàn sẽ cho phép cổ bình tiến vào ngoại vụ phủ, nhưng chỉ là một chức vị làm việc, vị trí này dưới phó phủ chủ. Sau khi quy thuật, Dương Lâm Tông vẫn có thể bảo trì tính độc lập, nhưng thời điểm huyền Bắc Quốc cần thì Dương Lâm Tông nhất định phải nghe lệnh, hơn nữa còn phải nộp thuế, thành viên trong tông môn phải đăng ký. Kết quả này xem như cùng vui, cổ bình nhiệt tình mời hai người Lăng Hàn ở lại thêm mấy ngày, nhưng hai người Lăng Hàn còn có mấy đơn hàng chưa hoàn thành, quyết định ngày thứ hai sẽ rời đi. Trải qua một đêm, cổ bình tự mình đưa tiến lăng phủ chủ bích tiêu công chúa đây là chút tâm ý của bổn tọa cổ bình phất phất tay lúc này có hai người cùng mang hộp gỗ tới tuyệt đối không nên khách khí với bổn tọa không thì bổn tọa sẽ tức giận lăng hàn mở hộp ra xem bên trong có ba trái cây tỏa ra ánh sáng màu bạc óng ánh tràn ngập khí thức sinh mệnh nồng đậm bích tiêu công chúa cũng mở hộp gỗ của nàng ra bên trong là một chiếc váy màu xanh biếc đây là váy dệt từ tơ bích hỏa tầm, sau khi mặc vào chẳng những có thể hóa giải trọng kích còn có thể thủy hỏa bất xâm. Cổ Bình giới thiệu, tất cả mọi người đều biết sinh mệnh bảo quả, không có gì đáng nói. Lăng Hàn nhe răng, nhìn thế nào cũng cảm thấy phần lễ vật cho Bích Tiêu công chúa quý trọng hơn ba viên bảo quả của mình. Quả nhiên, mỹ nữ rất được hoan nghênh, Bích Tiêu công chúa cũng mừng rỡ, cũng không thoái thác tiếp nhận phần lễ vật này. Hai người hạ sơn, quay lại đế đô. Ha ha, cũng may Cổ Bình thức thời, không ép ta sử dụng đồ chơi này. Lăng Hàn vươn tay, trong lòng bàn tay hắn cầm một con kim nghiêu nho nhỏ. Đây chính là chiến tranh cử tượng, sau khi nhỏ máu nhận chủ, chẳng những có thể nghe theo mệnh lệnh Lăng Hàn cùng bích tiêu công chúa, hơn nữa có thể thu nhỏ hình thể, có thể mang theo tùy thân, thứ này vô cùng thần diệu. chương 3946, xung kích nhị văn. Mặc dù cổ bình hồi âm vô cùng thành khẩn, một lòng quy thuật, nhưng Lăng Hàn sống nhiều năm như vậy, hắn dễ tin người như vậy sao? Cho nên hắn cũng lưu lại thủ đoạn, cổ bình chân tâm thật ý là tốt nhất, bằng không hắn sẽ dùng hậu chiêu. Kết cục rất tốt đẹp, bích tiêu công chúa gật đầu, ngươi có thể cho ta mượn cái váy kia mấy ngày được không? Lăng Hàn nói, ngươi muốn làm gì? Bích tiêu công chúa hỏi, hủy đi làm áo khoác, cút, hai người trở lại đế đô, cũng mang theo thư xin hàng của cố bình, lúc này toàn bộ đế đô chấn động. Mặc dù mọi người đều biết lực uy hiếp của Trần Phong Viêm hiện tại, chúc cơ cảnh không có tư cách đối kháng với hắn, nhưng cũng có câu nói trời cao hoàng đế xa, ngoại trừ Trần Phong Viêm ra, đã không có người nào trị được cường giả tiên đồ, người ta hoàn toàn có thể không để ý tới. Điều kiện tiên quyết là, không nên tự tiện tiến vào đế đô, bằng không uy lực của linh trận không phải đùa giỡn. Cho nên Lang Hàn và Bích Tiêu công chúa chiêu hàng Dương Lâm Tông, mở ra khởi đầu tốt, điểm này cũng làm nhiều người cả kinh. Mấu chốt là, tiền lệ đã mở, khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực dao động, thậm chí chủ động đầu nhập vào. Lăng Hàn công bố, trong vòng một tháng, chỉ cần quy thuận huyền Bắc Quốc trong thời gian này đều có thể thu được chức vị làm việc trong ngoại vụ phủ, qua một tháng sau, ha ha, vậy thì không có điều kiện hậu đãi. Tin tức truyền ra, rất nhiều thế lực do dự, nếu muốn những cường giả cấp bậc tiên đồ quy thuận một hoàng triều của thổ dân, nội tâm bọn họ không cam lòng, Trần Phong Viêm bây giờ còn đang bế quan. Vạn nhất ngày nào đó hắn đột nhiên chạy tới cửa thì làm sao bây giờ? Thánh Hoàng cực có thể là cường giả sinh đan cảnh, cho dù ở trong lao tù cũng là cường giả có tiếng. Mấu chốt là, cường giả trong lao tù chưa thoát khốn không ai có thể đối kháng với trần phong viêm đã như vậy thì cứ hàng đi hiện tại quy thuận còn có chính sách yêu đãi không qua mấy ngày lăng hàn đã nhận được mấy phong thư quy hàng lăng hàn và bích tiêu công chúa lại xuất phát đi thăm viếng người ta hàng bọn họ cũng phải tới thăm trấn an lòng người một chút thuận tiện truyền đạt thánh uy của hoàng triều mặt khác nha vẫn phải thu một ít chỗ tốt đã một tháng trôi qua có thể nói Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa ngựa không dừng vó, cho dù thực lực bọn họ bất phàm nhưng vẫn mệt ngất ngư. Cũng may thu hoạch của bọn họ cũng hết sức kinh người, bọn họ làm không biết mệt, hận không thể có thêm 4 chân, 8 chân để đi nhanh hơn. Một tháng này, Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa không có đơn độc xuất động đám người hiên viên định quốc, bởi vì muốn biểu đạt xem trọng với các thế lực, hai người bọn họ là phủ chủ cho nên phải đích thân thăm viếng. Một tháng sau, Lăng Hàn lập tức hạ thấp yêu đái, cũng cầm ngoại vụ phủ làm giá đỡ các thế lực quy thuận sau sẽ làm thủ hạ của những người quy thuận trước. Trong thời gian này có 17 tông môn dân thư quy hàng, nhưng Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa chỉ mới đi tới 11 nơi, còn thừa lại 6 thế lực chưa đi, bởi vì bọn họ đều quy hàng trong thời gian một tháng, Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa vẫn dùng quy cách giống nhau thu nạp bọn họ. Hai người tốn thêm thời gian 20 ngày mới thăm viếng xong 6 tông môn còn lại. Sau khi đi tới những nơi này, công việc của bọn họ cũng dễ dàng hơn trước. Nhưng trừ những tông môn chủ động quy hàng, những tông môn còn lại đều quan sát. Những người này cho rằng, Huyền Bắc quốc cuối cùng cũng bị tiêu diệt, Trần Phong Viêm lợi hại hơn nữa, đánh thắng được những đại lão trong lao tù không. Cường giả hóa linh cảnh có thể xưng là chân quân, đặt trong tinh không cũng là cường giả đỉnh cấp, lại tiến thêm một bước là có thể thành lập đại giáo, cũng là đại năng cấp giáo chủ. Hơn nữa thời gian những chân quân kia thoát khốn là chuyện 3 năm sau, có khả năng còn ngắn hơn, chỉ ngần ấy thời gian, chẳng lẽ Trần Phong Viêm còn có thể đột phá giáo chủ hay sao? Chuyện cười, cho nên, tại sao phải đầu nhập vào một hoàng triều nhất định sẽ bị diệt chứ? Cho dù muốn ôm đùi cũng phải ôm đùi những chân quân trong lao tù. Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa có thời gian rãnh rỗi, bọn họ quyết định nghỉ ngơi mấy ngày, đặt tinh lực vào tu luyện. Thời gian gần 2 tháng, Lăng Hàn đã tu đến Minh Văn nhất trọng đỉnh phong, có thể xung kích nhị văn, Bích Tiêu công chúa có thiên phú kinh người, dự định thử nghiệm lao qua tiên môn, bước vào tiên đồ. Hai người giao sự vụ trong phủ cho đám người hồ nhị, hiên viên định quốc, bản thân mình bắt đầu bế quan. Lăng Hàn bước vào minh văn cảnh, minh văn đầu tiên là trời ban, cho nên không cần hắn làm gì, sau khi cấp độ sinh mệnh tăng lên, hắn có thể mở rộng kinh mạch, dùng nạp càng nhiều bí lực hơn trước. Hắn dùng thời gian của mình làm việc này, hiện tại kinh mạch đã đạt tới cực hạn, không thể khai thác thêm, đây cũng là điểm cuối của nhất văn. Xung kích nhị văn, Lăng Hàn ăn sinh mệnh bảo quả, sau đó dẫn động cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Độ khó của nhị văn nằm ở chỗ phải vẽ minh văn. Minh văn đầu tiên là trời ban, cái thứ hai phải do mình phát họa, cho nên có thể cải biến, trên lý luận, minh văn của mỗi người càng về sau sẽ càng cường đại. Lăng Hàn lựa chọn vẽ minh văn lên lá gan, hắn muốn làm rất đơn giản, chính là dùng sinh mệnh nguyên lực làm mực, dùng khí làm bút vẽ lên lá gan. Đương nhiên hắn cũng tham chiếu minh văn đầu tiên, mặc dù chỉ là một chữ nhất đơn giản, nhưng bởi vì số lượng hoa văn nhiều hơn trăm vạn, cho nên nó có được uy lực không cách nào tưởng tượng nổi. Từ đơn giản đến phức tạp, dùng hợp hoàn mỹ cả hai với nhau. Bởi vậy, Lăng Hàn quyết định lại vẽ một chữ nhất khác, nhưng lần này hắn sẽ khác nhiều hoa văn hơn. Cấp độ sinh mệnh tăng lên có hạn, Lăng Hàn nhất định phải hoàn thành trong thời gian ngắn, bằng không đợi quá trình này kết thúc, Minh Văn sẽ định hình, đến lúc đó không thể vẽ thêm. Một đường, một đường, một đường, Lăng Hàn không ngừng trồng hoa văn lên nhau, hắn vừa đếm thầm trong lòng, vừa thôi động cấp độ sinh mệnh tăng lên. Hắn không ngừng ăn sinh mệnh bảo quả, khắc hòa hoa văn cần tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên, nếu không có đủ sinh mệnh bảo quả trèo trống, hắn nhất định phải rút lấy sinh mệnh của mình bù vào. Một vạn đạo, hai vạn đạo, mười vạn đạo, hai mươi vạn đạo, nếu có người ngoài nhìn thấy nội tạng của hắn nhất định sẽ cho rằng lăng hàn không hề có tiến bộ, bởi vì minh văn từ đầu tới cuối chỉ có một chữ, hoàn toàn không có chút biến hóa nào. Chỉ có lăng hàn mới biết, cho đến bây giờ, số lượng hoa văn của hắn đã tăng lên 57 vạn đạo. Bởi vì tất cả hoa văn trùng điệp với nhau, nhưng kỳ thật mỗi một đạo đều yếu ớt khác nhau, đó là lý giải về thiên địa đại đạo. Dùng cảnh giới của Lăng Hàn bây giờ, kỳ thật hắn không có lý giải sâu như vậy, nhưng nhiều ngày qua hắn vẫn quan sát minh văn của mình, không biết cũng không sao, chỉ cần vẽ theo minh văn đầu tiên là đủ rồi. Nhưng sau khi số lượng đạt tới 100 vạn, tốc độ của Lăng Hàn đã chậm lại. chương 3947, Tam Hoàng tử tới chơi. Lăng Hàn có thể nhanh như vậy là bởi vì hắn vẫn bắt trước minh văn đầu tiên, cho nên không cần suy nghĩ gì, tự nhiên hạ bút như thần. Nhưng sau khi bắt chước toàn bộ minh văn đầu tiên xong, hắn cần phải dựa vào mình mới có thể hạ bút. Việc này không đơn giản như tô lại nét chữ, cần phải có bút pháp hoàn toàn khác với 100 vạn nét bút trước đó, bút pháp này chính là lý gia Yêu thiên địa, là cảm ngộ đạo. Cảnh giới của Lăng Hàn thấp như vậy, bắt đầu từ độ cao 100 vạn, thật sự là việc khó hơn lên trời. Hắn vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra được, hắn không biết nên vẽ bút pháp mới như thế nào. Hắn vẽ mấy nét bút nhưng hoàn toàn vô hiệu, là lặp lại nét bút trước. Nhức đầu A, Lăng Hàn suy nghĩ, trong cơ thể hắn có vô số vị diện, mỗi vị diện đều là một thế giới độc lập, có thể tiến hành tham khảo hay không? Năng lực chấp hành của hắn vô cùng kinh người, hắn nghĩ như vậy liền bắt tay vào làm. Lại vẽ một bút, hắn dùng sinh mệnh bổn nguyên làm mực, vẽ thêm một nét bút mới. Có tác dụng, Lăng Hàn mừng như điên, bởi vì trong thế giới này, hắn là người mới, lý giải về đạo cực kỳ dễ hiểu. Nhưng trong nội thế giới của hắn, chính là thiên tôn vô địch, có cả mộ siêu việc về đạo. Thậm chí, bản thân hắn chính là một thế giới, quy tắc cũng do hắn quyết định. Lại đến, lại đến, lại đến. Hắn vẽ thêm từng nét bút, đều là lý giải của hắn về đạo. Nhưng lúc lăng hàn cao hứng bừng bừng, cấp độ sinh mệnh của hắn tăng lên chậm lại. Không có thời gian, hắn vội vàng dùng thời gian còn lại vẽ thêm nhiều nét. Ba phút sau, đột phá kết thúc, hắn khắc được tất cả 103 vạn đạo hoa văn tất cả đều khác biệt nhau. Đáng tiếc, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, nếu như hắn sớm lĩnh ngộ hoa văn trong nội thế giới làm hỏa bút, số lượng hoa văn của hắn có thể đạt được nhiều tới 110 vạn. Lần sau, lần sau hắn nhất định sẽ có tiến bộ cực lớn. Hắn nội thị bản thân, ánh sáng chói mắt tỏa ra từ hai chữ nhất. May mắn không phải hai, bằng không thì quá khó chịu. Lăng Hàn nói một câu, phụ thân, lần sau nên dẫn chúng ta ra ngoài chơi. Một đám trẻ con chạy tới, phàn nàn Lăng Hàn hai tháng qua không chơi với các nàng. Lăng Hàn cười ha ha, gật đầu nói, tốt tốt tốt, hắn nghỉ ngơi một ngày, sau đó chạy tới ngoại vụ phủ. Cho dù không có hắn và bích tiêu công chúa, nơi này vẫn hoạt động bình thường, đám người hồ nhị phái người đưa thư chiêu hàng tới tất cả tông môn, nhưng chỉ có một ít đáp lại, đa số đều viện cớ, không quy hàng nhưng cũng không muốn đắc tội huyền Bắc Quốc, có từ chối nhã nhận, phần nhiều như đá chìm vào biển cả, người ta căn bản không để ý tới cái gọi là tiên lễ hậu binh đầu tiên mọi người cười nói ha ha cũng không có hỏa khí không thương tổn hỏa khí hiển nhiên hiện tại không phải lúc làm thế lang hàn quyết định tự thân tìm tới cửa có lẽ san bằng một hai thế lực cho các thế lực khác thấy bọn họ cũng không chỉ nói miệng mà thôi đúng lúc này bích tiêu công chúa cũng xuất quan nàng vẫn chưa bước vào tiên đồ đây chính là tiên đạo phàm là người vượt qua cấp độ sinh mệnh của người đó sẽ tăng lên rất lớn một lần không thành công cũng rất bình thường dù sao hoàn cảnh thiên địa hiện tại vẫn chưa khôi phục bình thường nhưng nàng cách một bước này không xa cho dù nàng không thành công trên người đã có khí chất xuất trần giống như tiên tử a à, người càng ngày càng lợi hại lang hàn nói đích tiêu công chúa cười ngạo nghễ mặc dù ta không đột phá thành công lại ngoài ý muốn thức tỉnh một ít huyết mạch viễn cổ cấp độ sinh mệnh vẫn tăng lên nhất định hiện tại ta tích lũy một chút lần sau sẽ thành công lang hàn giơ ngón tay cái lên không hổ là tiểu hôn hôn của ta Bích tiêu công chúa đá một cước, ngươi nói cái gì, lang hàn giơ hai tay lên, nói, chỉ đùa mà thôi, bích tiêu công chúa đảo mắt một vòng, đột nhiên tươi cười như hoa. Nếu ngươi chịu truyền bộ quyền pháp kia cho ta, ta thật sự có thể suy nghĩ nạp ngươi làm hôn phu, dù sao ngươi chưa lập gia đình, ta chưa gả, với thiên phú võ đạo của ngươi, miễn cưỡng xứng với ta. Vẻ mặt lang hàn biến thành cổ quái, ai nói ta chưa cưới. Ta đã có con cháu đầy đàn, hắn cười lắc đầu, ta nói công chúa điện hạ. Chẳng lẽ người tu hành tẩu hỏa nhập ma, đang nói nhảm. Ha ha, muốn theo đuổi bổn cung, lấy thành ý ra đây. Bích Tiêu công chúa không quan tâm hắn châm chọc mình, Lăng Hàn kinh ngạc, Bích Tiêu công chúa hứng thú với yêu hầu quyền còn cao hơn cả chiến thần tam thức. Bởi vì đối phương cũng là hầu tộc, nghĩ đến Bích Tiêu công chúa là hầu tử biến thành, Lăng Hàn có cảm giác hiếu kỳ, nếu cởi sạch vị công chúa này, trên người nàng có lông không? Khổ khổ, đây là việc không đứng đắn, không nghĩ, không nghĩ nữa. Lăng Hàn kìm nén không phát động đồng thuật, nếu không, quần áo phổ thông trên người bích tiêu công chúa không thể che chắn ánh mắt của hắn. Lần này, chúng ta đi thái hoa tông, Lăng Hàn lấy địa đồ ra, hắn dùng ngón tay gõ gõ vào một vị trí. Bích tiêu công chúa nhìn vào, nói, thái hoa tông, tông chủ thái hoa tông chính là một lão đầu, hắn vừa hồi âm ngưỡng mộ chiều ta hưng thịnh, lại vừa thoái thác đường xá xa xôi, có quá nhiều thế lực cản đường nên không thể tới. Lăng Hàn cười một tiếng, nói, như vậy chúng ta tự mình đi tới, chúng ta xem lão đầu kia làm sao thoái thác. Bích tiêu công chúa gật đầu, cũng đến lúc xiết gà dọa khỉ, ta muốn đám người đang đứng ngoài quan sát biết rõ chiều ta mạnh cỡ nào. Chúng ta sẽ lên đường vào ngày mai. Được, hai người vừa quyết định một đại sự, lúc này lại nhìn thấy một người chạy vào, nói. bẩm hai vị phủ chủ, tam hoàng tử giá lâm, lăng hàn nhìn bích tiêu công chúa, cười nói. Đoán xem, hắn tới truy cầu ngươi hay tới thương lượng cửa sau bích tiêu lườm hắn một cái vẻ mặt không vui mời lăng hàn gật đầu với người hầu ngoại vụ phủ do một mình trần phong viêm phụ trách mặc dù không có chức quan rõ ràng nhưng lại có địa vị siêu nhiên cho nên lăng hàn hoàn toàn không cần ăn nói khép nép với các hoàng tử hắn cũng không muốn làm như vậy nếu như trần phong viêm không tăng địa vị ngoại vụ phủ lên cao như thế lăng hàn khẳng định không làm việc này bằng không hắn đang tự tìm khó chịu cho mình hay sao qua một lúc chỉ thấy người hầu dẫn tam hoàng tử tiến vào đại sảnh công chúa điện hạ, đã lâu không gặp, dung mạo càng xinh đẹp hơn trước. Tam hoàng tử vừa tiến vào, hắn vội vàng ra sức lấy lòng bích tiêu công chúa. Bích tiêu công chúa bình tĩnh thong dong biểu hiện không nóng không lạnh. Tam hoàng tử khen ngợi một lúc, sau đó hắn nhìn sang lăng hàn, cau mày nói. Lăng hàn, người thật kiêu ngạo, cô vương đã tới nơi này, chẳng những phơi nắng rất lâu, lại còn đích thân tới gặp ngươi. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này là họ lăng sao? A, à, tới gây khó dễ. Lăng Hàn hiện tại được đang được sủng ái, ai dám đắc tội với hắn. Tam hoàng tử lại khác biệt, đầu tiên, hắn là hoàng tộc, thứ hai, còn có bích tiêu công chúa ở đây, cho nên hắn tuyệt đối không thể cho Lăng Hàn sắc mặt tốt. mươi 3948, không nể mặt mũi. Lăng Hàn làm như không nghe thấy, nói, hôm nay điện hạ tới thăm, không biết có chuyện gì hay không. Tam hoàng tử luôn nóng muốn ra tay, nhưng hắn chỉ có thực lực khai khiếu cảnh, cũng không phải tiên thiên thần thể gì đó, chiến lược chỉ đạt tới khai khiếu đỉnh phong, nếu thật đánh nhau với Lăng Hàn sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên hắn áp chế lửa giận trong lòng, thản nhiên nói. Ngoại vụ phủ các ngươi vừa mới thành lập, chắc hẳn đang thiếu thành viên, đúng lúc dưới trướng bổn vương có hai người mới, cố ý điều tới chỗ các ngươi. Hắn vẫy vẫy tay, nói, trương hổ, lưu khí, còn không tiến vào bái kiến hai vị phủ chủ đại nhân. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài có hai nam tử đi vào, dáng vẻ chừng 30 tuổi, bọn họ cung kính không người chào tam hoàng tử, sau đó mới chắp tay nói với Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa. Bái kiến hai vị đại nhân, ý tứ rất rõ ràng, cho dù bọn họ gia nhập ngoại vụ phủ, tất cả đều nghe lệnh của tam hoàng tử trước, sau đó mới đến phiên Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa, thậm chí bọn họ có thể ngoài nóng trong lạnh. Không đợi Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa mở miệng, hai người này đều đứng sau lưng tam hoàng tử. Khốn kiếp, thật sự không coi ai ra gì. Đừng nói Lăng Hàn không muốn thu người, cho dù hắn muốn thu người, nhìn thấy thái độ của hai người như thế cũng sẽ cự tuyệt ngoài cửa tam hoàng tử làm ra dáng vẻ mình là chủ nhân nơi đây tiếp tục nói lăng hàn không cần sợ giao trọng trách cho bọn họ có công việc gì cứ phân phó cho bọn họ là được lăng hàn nhoẻn miệng cười nói nếu điện hạ nói như vậy ta cũng không khách khí đương nhiên tam hoàng tử nở nụ cười xem ra lăng hàn đã đi vào khuôn khổ bích tiêu công chúa vừa định ngăn cản nói thầm lúc trước lăng hàn còn nói năng trang nghiêm nói cái gì không cho người khác đi cửa sau kết quả thế nào người ta chỉ thuận miệng nói vài câu thì ngươi đã sợ thế này không đúng bỗng nhiên nàng nhớ lại lăng hàn là người hèn nhát sao trước kia gia hỏa này dám chống đối cường giả tiên đồ hắn không có khả năng sợ hãi như thế nghĩ tới đây nàng lập tức không nói chuyện nàng vẫn hơi hiểu rõ về lăng hàn trương hổ lưu khí đúng không lăng hàn gật gật đầu nói hai người các ngươi đi bên ngoài tìm hà bá hắn quản lý nhà xí gần đây đang cần thành viên, nhanh đi hỗ trợ. Cái gì, trương hổ, lưu khí giận dữ không kìm nén được, dù thế nào bọn họ cũng là cao thủ minh văn cảnh, bảo bọn họ đi quét dọn nhà xí, chẳng lẽ lăng hàn muốn nhục nhã bọn họ sao? Thế nào, ta làm phủ chủ còn không thể điều động các ngươi hay sao? Lăng hàn cười nói, ánh mắt nhìn hai người mang theo áp lực vô cùng to lớn, trương hổ, lưu khí cảm thấy ngực khó chịu, cũng không nói thành lời. Trong cùng giai, có thể dựa vào ánh mắt áp chế đối thủ, chắc cũng chỉ có một mình Lăng Hàn mà thôi. Trong nội tâm Bích Tiêu công chúa nói một câu quả nhiên, Lăng Hàn mà nàng biết có đôi khi làm người khéo đưa đẩy, có đôi khi lại là ra hỏa xù lông nhím với bất cứ ai, hắn nhắc nhở ngươi không nên chạm vào giới hạn thấp nhất của hắn. Tam hoàng tử giận tím mặt, hắn đi tới bất cứ nơi nào, có kẻ nào dám không cho hắn mặt mũi. Đây là hành vi công khai làm nhục hắn. Lăng Hàn, người có ý gì? Hắn lạnh lùng nói, Lăng Hàn giang tay ra, nói, không có ý gì, dùng hết tác dụng của nó ta làm phủ chủ cho nên phải phát huy hết tác dụng của mỗi thành viên cho nên người bảo người của bổn vương cao thủ minh văn cảnh đi làm loại chuyện đê tiện kia tam hoàng tử càng nói càng giận lăng hàn cười ha ha nói điện hạ hai người này đã tiến vào ngoại vụ phủ bọn họ chính là người ngoại vụ phủ dùng người như thế nào là chủ ý của ta không cần điện hạ quan tâm lớn mật tam hoàng tử vỗ bàn một cái bỗng nhiên đứng dậy quát lăng hàn Người thật sự cho rằng đạt được phụ hoàng trọng dụng là có thể coi trời bằng vung, không xem bổn vương ra gì. Lăng Hàn kinh ngạc, tại sao Điện Hạ nói vậy? Khốn kiếp, người còn giả vờ. Lăng Hàn, người thật quá mức. Tam Hoàng tử hư một tiếng, nói. Bổn vương sẽ thông bẩm với phụ hoàng, người dùng người duy thân, độc bá đại quyền, nhất định phải diệt trừ u ác tính như thế. Nói xong chưa? Lăng Hàn thản nhiên nói. Nói xong thì mời ngươi ra ngoài, cửa lớn ở phía sau, tạm biệt không tiễn. Ngươi, Tam hoàng tử chỉ muốn dọa Lăng Hàn một chút, không nghĩ tới Lăng Hàn không bị hắn hù dọa, hắn đâm lao phải theo lao. Hiện tại Lăng Hàn đã trở thành đệ nhất hồng nhân của Trần Phong Viêm, ai dám trị hắn. Cho nên, nếu Lăng Hàn quyết tâm trọi cứng với hắn, hắn dám làm gì Lăng Hàn hay sao? Trọi cứng, không nói có đánh thắng hay không, cho dù thắng thì thế nào, tin tức truyền đi cũng quá mất thể diện. Thế nào, Điện Hạ còn cần ta tự mình tiễn khách sao? Lăng Hàn lại tăng thêm một câu tam hoàng tử tức giận không nhìn lăng hàn hắn nói với bích tiêu công chúa bích tiêu ngươi là phó phủ chủ là phụ hoàng khâm điểm ngươi nói một câu công đạo đi bích tiêu công chúa lộ ra vẻ khó xử nói điện hạ mặc dù bích tiêu cũng là phủ chủ nhưng chỉ là cấp phó nếu ngang nhiên làm trái lệnh bệ hạ sẽ quở trách bích tiêu đảm đương không nổi tam hoàng tử suýt tắt thở qua nửa ngày ngay cả bích tiêu công chúa cũng không chịu bán mặt mũi cho hắn Đương nhiên hắn không có khả năng nổi giận với bích tiêu công chúa, dù sao hắn có ý đồ khác với bích tiêu công chúa, bởi vậy hắn đành cười ngược, nói. Nếu bích tiêu người cảm thấy khó xử, vậy thì thôi, quên đi. Hai người các người còn không đi nhà xí báo danh, lang hàn lên tiếng, trương hổ, lưu khí muốn phản bác, tam hoàng tử lại khoát tay, nói. Lăng Hàn, nếu ngươi không cho bổn vương mặt mũi, xem như bổn vương chưa tới. Đi, hắn dẫn Lưu Trương Hổ, Lưu khí tới đây là muốn sắp xếp hai người này làm thành viên thực quyền, hiện tại ngành này có quyền lực quá lớn, hắn không thể không đỏ mắt, nhưng nếu như thủ hạ của hắn lại tới đây làm kẻ quét dọn vệ sinh, vậy thì thôi đi. Hắn không chịu nổi mất mặt như vậy, hắn rời đi, trương hổ cùng lưu khí nhìn sang lăng hàn và hừ một tiếng, vội vàng đi theo tam hoàng tử. Lăng hàn cười nhạt, hắn lười so đo với hai người này, chỉ cần giải quyết xong tam hoàng tử, hai người này tính là cái gì? Người thật to gan, dám không bán mặt mũi cho hoàng tử bích tiêu công chúa lắc đầu cảm khái mười phần thì thế nào trong nguyên thế giới ngay từ đầu lăng hàn rất nhỏ yếu còn không phải đi từng bước trở thành thiên tôn vô địch hiện tại nhỏ yếu có thể điệu thấp nhưng không thể mất tôn nghiêm đây là giới hạn thấp nhất lăng hàn cười cười nói bệ hạ khác với những hoàng tử này sẽ không bởi vì việc này mà của trách ta vậy thì không nhất định dù sao cũng là phụ tử bích tiêu công chúa nói chúng ta là một đôi người còn không phải kêu đánh hô giết với ta sao? Lăng Hàn trêu đùa một câu, kể từ khi quen biết đại hắc cầu tới nay, tật xấu này không thể thay đổi. Bích tiêu công chúa biến sắc, nàng đánh một trưởng về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vội vàng chạy trốn, nói, buổi trưa ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát đi Thái Hoa Tông. chương 3949, đến thăm Thái Hoa Tông. Thái Hoa Tông nằm ở phía tây bắc đế đô, nó nằm gần hải bình sơn của cổ đạo Tông. Cho nên Lăng Hàn lựa chọn Thái Hoa Tông là có một dụng ý khác, hắn muốn tới thăm Hầu Ca. Hai người mang theo bảy hồ lộ hoa xuất phát, đương nhiên còn có chiến tranh cự tượng, Thái Hoa Tông đã không có ý đầu hàng, cho nên bọn họ không thể đi một chuyến tay không, không hàng, thật xin lỗi, chỉ có thể san bằng. Lần này bọn họ tài đại khí thô, mượn được một chiếc không hạm, rốt cục không cần dựa vào hai chân đi đường. Đương nhiên tốc độ không hạm không nhanh bằng bọn họ đi đường, nhưng tốt hơn ở chỗ không cần tự mình đi đường, hơn nữa không bị địa hình hạn chế, tổng hợp lại, tốc độ của bọn họ cũng không chậm hơn lúc trước bao nhiêu. Bảy ngày sau, bọn họ điều khiển không hàm đáp xuống, Lăng Hàn bày ra một trận pháp ẩn hình đơn giản, chỉ cần không tiến vào trận pháp sẽ không phát hiện ra không hạm Sau đó, hắn và Bích Tiêu công chúa dẫn theo đám tiểu hoa nhi đi đến dưới sơn môn Thái Hoa Tông. Các người tới chậm, kỳ hạn chiêu thu đệ tử đã kết thúc vào ba ngày trước. Hai người còn chưa mở lời, lúc này có một thủ vệ lên tiếng. Lăng Hàn mỉm cười. Chúng ta không phải đến làm đệ tử, vậy các ngươi tới làm gì?" Tên thủ vệ kia cảm thấy khó hiểu. "Chúng ta chính là người ngoại vụ phủ của Huyền Bắc quốc, có việc muốn gặp tông chủ của các ngươi." Bích Tiêu công chúa tiếp lời nói, thủ vệ kia sững sờ. "Cái gì ngoại vụ phủ? Đi đi đi, tông chủ chúng ta không rãnh gặp các ngươi. Thật không biết điều, Amil a miêu a cầu gì đó cũng dám chạy tới Thái Hoa tông chúng ta." Lại một tên thủ vệ đi tới, hắn muốn đưa tay đẩy Bích Tiêu công chúa hiển nhiên hắn có dụng tâm không tốt tay của hắn đẩy ào ngực của bích tiêu công chúa bích tiêu công chúa tức giận còn không chờ nàng bộc phát ba âm thanh bạt tai vang lên lăng hàn đã xuất thủ trước hắn tát tên ra hỏa sắc đảm ngập trời kia lăng hàn mỉm cười ngươi chỉ là tầm bí cảnh cũng dám xuất thủ đùa giỡn ta thật bội phục lá gan của ngươi tên thủ vệ còn lại vừa sợ vừa giận hắn phát tín hiệu và nói dám đả thương người trong thái hoa tông các ngươi đừng hòng chạy lăng hàn khoanh tay nói yên tâm, chúng ta không chạy. khốn kiếp, hắn quá mức chấn định rồi. tên thủ vệ nói thầm trong lòng, rốt cuộc cái phủ gì đó có lai lịch gì? tại sao hai người này chấn định như vậy? qua một lúc, trên núi đã có người lao xuống. hơn nữa không chỉ một người, mà là mười người. xảy ra chuyện gì? một tên thanh niên áo vàng hỏi. một đôi nam nữ trẻ tuổi dẫn theo sáu đứa bé. a, à, các người rất biết sinh con. bẩm thất sư huynh, hai người này nói mình là người ngoại vụ phủ, muốn cầu kiến tông chủ đại nhân thủ về kia vội vàng hành lễ, sau đó kể lại tình hình vừa rồi. Ngoại vụ phủ, cái gì ngoại vụ phủ, chưa nghe nói qua, đám người lắc đầu, kể cả thanh niên áo vàng cũng vậy, dường như hắn có địa vị cao nhất trong đám người, ánh mắt nhìn sang công chúa yêu tộc thì dừng lại một chút, nói. Sư tôn đại nhân chẳng những phải xử lý sự vụ trong tông, còn phải tu luyện, miễn cưỡng rút ra chút thời gian cũng dùng chỉ điểm những đệ tử như chúng ta tu luyện. Hắn nói, các ngươi có thể nói ý đồ đến đây cho ta biết, ta sẽ tìm một cơ hội thông bẩm với sư tôn. lang hàn lắc đầu, cười nói: ngươi sai lầm một việc, chúng ta không phải cầu gặp công tôn tông chủ, mà là phụng lệnh thánh hoàng tới đây chiêu an. a, à, vẻ mặt đám người thái hoa tông đầy tức giận, Cho cười, tông chủ của bọn họ là cường giả tiên đồ, một hoàng đế hoàng triều thế tục muốn chiêu an, thật buồn cười. thất sư huynh lập tức trách mắng, trần phong viêm chỉ có thực lực khai khiếu cảnh, còn muốn chiêu an sư tôn đại nhân, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn đã từng là một thành viên của Huyền Bắc Quốc, nhưng xuất thân bần hàn, sau khi thiên địa biến hóa kịch liệt, hắn cũng may mắn gia nhập Thái Hoa Tông, tu vi tăng lên như bay. Cho nên, trong mắt hắn, Công Tôn Lương chính là thần nhân, không phải Trần Phong Viêm có thể so sánh. Một phương diện khác, cũng bởi vì sau khi thiên địa kịch biến tin tức bế tắc, những người chỉ tập trung tinh thần tu luyện như hắn không biết được thế giới bên ngoài biến hóa như thế nào. Bắt lấy bọn chúng, đệ tử khác nhau nhau kêu lên, có hai người lao tới bắt Lăng Hàn ai mình dễ khi dễ như vậy sao trong nháy mắt lăng hàn dùng một đạo kình lực đánh hai người bay đi đánh thật hay bảy tiểu hoa nhi cùng vỗ tay a à, còn có chút thực lực thất sư huynh nhìn lăng hàn vẻ mặt hắn đầy ngưng trọng hiển nhiên hắn đoán sai thực lực của lăng hàn hắn dậm chân tại chỗ ngạo nghễ nói ở trước mặt ta chúc thực lực của ngươi không đủ nhìn thất sư huynh huy vũ thất sư huynh xử lý hắn dám làm cản trước thái hoa tông nếu không dạy dỗ một phen thì mặt mũi chúng ta đặt ở đâu những người khác nhao nhao kêu lên thất sư huynh cười lạnh hắn đưa tay bắt lấy lăng hàn oanh lực lượng hùng hậu bộc phát kỳ thật hắn có thiên phú bất phàm bởi vì xuất thân bần hàn tu vi tăng lên chậm chạp thẳng đến khi gia nhập thái hoa tông thì tu vi của hắn mới tăng lên như bay bởi vậy hắn tự cho rằng mình phi phàm những kẻ tầm thường không lọt vào mắt hắn thậm chí nếu hắn sớm được công tôn lương thu làm đệ tử cảnh giới của hắn thậm chí có thể vượt qua đại sư huynh, nhị sư huynh. Lăng Hàn còn trẻ tuổi hơn hắn, hắn cho rằng đối phương kém xa mình, cho nên xuất thủ vô cùng tùy ý. Lăng Hàn cũng điểm ra một chỉ tùy ý, dám xem thường ta, thất sư huynh hừ một tiếng, hắn chỉ dùng ba phần lực, đột nhiên hiện tại tăng lên bảy phần. Phanh, chỉ phong xẹt qua, thất sư huynh sợ hãi nhưng đã quá muộn, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài, hắn nặng nề ngã xuống mặt đất, cũng mất đi chi giác. Cái gì, những người khác sợ hãi, đây chính là thất sư huynh của bọn họ, cũng là đệ tử đầu tiên được công tôn lương thu nhận sau khi khai tông lập phái, thiên phú võ đạo đứng đầu trong tông môn, hắn không thể đỡ nổi một chỉ của lăng hàn. Nhanh, đối thủ vô cùng đáng sợ, cần mời nhị sư huynh xuất mã. Không, phải mời đại sư huynh, đám người mồm năm miệng mười nói với nhau, lúc này không ngừng phát ra cảnh cáo có địch nhân tấn công. Không bao lâu, có rất nhiều người trên núi chạy tới nơi này. Bảy tiểu hoa nhi hưng phấn, cả đám bắt đầu vén tay áo lên. Phụ thân, không nên ngăn cản chúng ta, giao đám ra gia hỏa này cho chúng ta. Người nào lớn mật như thế, dám gây sự với Thái Hoa Tông. Một nam tử trung niên áo đen lạnh lùng nói một câu. Nhị sư huynh, hai người này nói khoác không biết ngược, nói muốn chiêu an tông chủ đại nhân, còn ra tay đả thương người. Các đệ tử vội vàng nói, nam tử áo đen chính là nhị sư huynh đồ kiến bạch của Thái Hoa Tông, cũng không phải là là người huyền Bắc Quốc, hắn xuất sinh trong lồng giam, sớm đi theo công tôn lương, được hắn thu làm đệ tử, cho nên nhìn hắn khoảng 40 tuổi nhưng số tuổi thật sự đã hơn 60, bởi vì tuổi thọ tương đối dài nên không già mà thôi. Hóa ra là lăng hàn cùng bích tiêu công chúa, đồ kiến bạch tươi cười nói một tiếng, chẳng những không có xuất thủ, ngược lại còn chắp tay với hai người. chương 3950, giam lỏng, đây là ý gì, tiếu lý tàng đao sao, lăng hàn cũng mỉm cười, nói, không nghĩ tới đồ huynh lại biết ta. Ha ha, hai vị hiện tại là nhân vật chạm tay có thể bỏng, hai vị phủ chủ ngoại vụ có quyền thế ngập trời, tại hạ nào dám không biết. Đồ kiến bạch cười khẽ, hắn vừa nói ra lời này, các đệ tử đều kinh ngạc, hai người này thật sự là người ngoại vụ phủ gì đó, hơn nữa nghe nhị sư huynh nói, dường như ngành này rất phi phàm. Bích tiêu công chúa nói, ta muốn gặp công tôn tông chủ, đồ huynh có thể dẫn kiến. Dẫn kiến không phải vấn đề, nhưng tông chủ đại nhân một ngày bận trăm công ngàn việc, không nhất định có thời gian gặp đồ kiến bạch lộ ra vẻ khó xử. lang Hàn cùng bích tiêu công chúa nhìn nhau, biết rõ đồ kiến bạch đang có ý định thoái thác bận rộn tới mức nào mà không có chút thời gian gặp mặt khách nhân. Lại nói, bọn họ cũng không phải người bình thường, mà là đại biểu cho ngoại vụ phủ, đại biểu Trần Phong Viêm. Nhưng đồ kiến bạch tươi cười chào đón, hắn cũng không tiện trở mặt, nếu không sẽ truyền ra lời đồn huyền Bắc Quốc ngang ngược, sẽ có một ít thế lực lợi dụng, có thể sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn. Lang Hàn gật gật đầu, nói, như vậy chúng ta ở tạm nơi này vài ngày, hy vọng công tôn tông chủ mau chóng gặp chúng ta. Dễ nói, dễ nói. Đồ kiến bạch gật đầu, hắn làm ra tư thế xin mời. Mời hai vị đi theo ta, nhìn thấy đồ kiến bạch dẫn lăng hàn, bích tiêu công chúa và đám tiểu hoa nhi lên núi, những đệ tử còn lại không cam lòng, người một nhà bị đánh nhưng kết quả hung thủ vẫn nhởn như không có việc gì. Rốt cuộc hai người này có lai lịch gì, ngoại vụ phủ là nơi nào, chắc chắn nhị sư huynh biết rõ, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa được an bài ở lại trong tiểu viện xinh đẹp, địa phương rất lớn, đừng nói chỉ cho hai người bọn họ và đám nhỏ, cho dù 10 người, người lớn ở cũng không có vấn đề gì. Đối phương kéo dài thời gian là có mục đích gì? Bích Tiêu công chúa không hiểu, cho dù kéo dài, cuối cùng việc này vẫn phải giải quyết. Lăng Hàn gõ bàn, nói, hiện tại công tôn lương chưa muốn trở mặt với bệ hạ. Hắn lại không muốn quy hàng bản triều cho nên cố ý kéo dài không muốn gặp mặt chúng ta bích tiêu công chúa lắc đầu nói như ta đã nói việc này không có khả năng kéo dài lăng hàn dừng gõ bàn hắn cười nói trong tình huống hiện tại hắn chỉ có thể kéo dài một khi gặp mặt chúng ta như vậy chỉ có hai con đường để đi một là quy hàng hai là không hàng sau đó sử dụng bạo lực đây không phải hai kết quả hắn muốn chẳng lẽ hắn có lựa chọn thứ ba sao bích tiêu công chúa hỏi lăng hàn nghĩ nghĩ chớ có quên nơi này chính là một lồng giam to lớn qua một khoảng thời gian sẽ có cường giả xuất thế cho nên có lẽ công tôn lương đang chờ người nào đó kẻ có thể đối kháng bệ hạ bích tiêu công chúa hỏi có thể đối kháng với bệ hạ hay không thì ta không biết nhưng công tôn lương cho rằng có thể cho nên hắn muốn kéo dài tới khi người này xuất thế như vậy hắn có thể không cần quan tâm tới chúng ta lăng hàn nói dừng một lúc mới nói tiếp thậm chí hắn có thể hắn làm ra động tác cắt cổ bích tiêu công chúa hiểu rõ đó là gì hiện tại các cường giả chưa xuất thế, có lẽ bị vây khốn một ngày, có lẽ một năm, cho nên công tôn lương không dám làm gì chúng ta. nhưng sau khi người đó xuất thế, bích tiêu công chúa không nói tiếp, hắn cũng hiểu rõ tình thế hiện tại. lang hàn cười nói, đúng vậy, tình huống của chúng ta không ổn, thậm chí có thể nói là tự chui đầu vào lưới. người còn cười được, bích tiêu công chúa bất mãn, nếu như khóc có thể giải quyết vấn đề, ta cần tu luyện làm gì? lang hàn nói, bích tiêu công chúa im lặng tại sao thần kinh của gia hỏa này lớn như thế. Nhưng lúc nàng nghĩ tới hai người có chiến tranh cự tượng trong tay, tâm tình cũng dần dần chấn định lại. Chiến tranh cự tượng có thể quét ngang chút cơ cảnh, cùng lắm bọn họ sẽ xông ra ngoài. Ta cũng không thể cứ chờ ở nơi này, nếu thật có cường giả sinh đan cảnh xuất thế, như vậy chúng ta không thể đối kháng. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, ba ngày, ba ngày sau, nếu như công tôn lương còn trốn tránh không chịu đi ra, chúng ta sẽ chủ động đi gặp hắn. Ừm, Bích Tiêu công chúa gật đầu, bọn họ tới đây để chiêu an, làm sao có khả năng chưa gặp mặt công tôn lương đã xám xịt chạy đi. Một đêm trôi qua, mặt trời mới lên, Lăng Hàn tu luyện như thường lệ, sau khi hoàn thành công việc, hắn mở cửa, dự định đi dạo trên núi. Lăng đại nhân, không nghĩ tới ngoài cửa có hai nam tử đang đứng đưa tay ngăn cản hắn, nói: "Trong tông có rất nhiều bí địa, không tiện cho người ngoài tham quan, cho nên xin Lăng đại nhân chờ ở nơi này." Tin tưởng tông chủ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ triệu kiến đại nhân. Lăng Hàn kinh ngạc, muốn giam lỏng hắn sao? Ta chỉ đi dạo gần đây. Hắn cười nói, xin Lăng đại nhân không nên làm khó ta. Một nam nhân dáng người cao to đi lên, hắn chỉ một chiếc xe nhỏ cách đó không xa, nói, đó là bảo vân nhỏ, muốn đánh giết tầm bí cảnh cũng không phải việc khó. Cho nên, Lăng đại nhân nên quay về đi. Lăng Hàn nhìn chiếc xe nhỏ kia, nói, phiền phức chuyển cáo công tôn tông chủ ta sẽ ở lại nơi này ba ngày, ba ngày sau, nếu công tôn tông chủ vẫn bận quá không có thời gian, vậy chúng ta sẽ cáo từ. Hắn cười cười quay về, cũng đóng cửa lại. Phi, thứ gì, thật không có cốt khí. Dám đến Thái Hoa Tông chúng ta dương oai, chọn sai địa điểm rồi. Bên ngoài có giọng nói vọng vào. Lăng Hàn không có tức giận, hắn đi tới chỗ cao quan sát chung quanh, nhìn thấy chung quanh đều có người trông coi, hơn nữa không chỉ có một chiếc bạo vân nhỏ, mà là đặt giày đặc chung quanh tiểu viện, cho dù lăng hàn giết ra từ hướng nào cũng bị công kích a à, thật sự muốn giam lỏng bọn họ ở đây lăng hàn nói tình huống với yêu tộc công chúa nữ tử kia lập tức giận tím mặt muốn lập tức xuất động chiến tranh cự tượng giết ra ngoài không vội đã nói ba ngày lăng hàn nói hắn cười xấu xa ngươi muốn làm cái gì bích tiêu công chúa hỏi Xuyệt, cùng lắm thì ta cho ngươi một chút chỗ tốt lăng hàn làm ra thủ thế im lặng bích tiêu công chúa cảm thấy kỳ quái người bị giam lỏng ở đây hoặc là giết ra ngoài, hoặc là ngoan ngoãn chờ, còn có thể làm chuyện khác. Chẳng lẽ, lục hoa, bỗng nhiên nàng nhớ lục hoa có năng lực ẩn thân, chẳng lẽ lăng hàn muốn lục hoa đi trộm đồ sao? Nhưng nơi này có cường giả tiên đồ tỏa chấn, muốn trộm đồ, độ khó quá cao. Không nghĩ ra, nàng dứt khoát không nghĩ. Đêm đó, Lăng Hàn bảo Lục Hoa mang theo dưỡng nguyên hồ lô, hắn đi vào bên trong, bảo Lục Hoa mang theo hắn rời khỏi nơi này. Dưới bóng đêm, một hồ lô lặng lẽ bay ra ngoài, không người phát hiện. chương 3951, bắt trộm. Sau khi đến nơi an toàn, Lăng Hàn và Nhị Hoa đi ra, phát động nhãn thuật, tìm kiếm bảo khố của Thái Hoa Tông. Nơi đó, qua một lúc, Lăng Hàn cùng Nhị Hoa đồng thời lên tiếng. Nhị Hoa tận mắt nhìn thấy, Lăng Hàn lợi dụng nhãn thuật kết hợp với lý giải trận pháp, phát hiện một khu vực có thiên địa đại thế do con người tạo thành. Bọn họ che đi, Lăng Hàn suy nghĩ một lúc liền đeo mặt nạ tử kim lên đó là một đại điện, cánh cửa đóng chặt, trước cổng có 8 người thủ vệ. Lăng Hàn không có tiến lên, hắn đánh giá chung quanh và phát động nhãn thuật, hắn nhìn thấy được không ít thứ. Bản thân đại điện được trận pháp bảo hộ, đã có tác dụng cảnh báo, cũng có tác dụng phòng ngự, muốn xông vào, không nói có thể đánh phá tầng phòng ngự này hay không, đại trận sẽ lập tức phát tin tức báo động, chắc chắn công tôn lương sẽ đích thân đến. Mặc dù Lăng Hàn tới gặp công tôn lương, nhưng hắn không muốn gặp trong tình huống này. Đối mặt với trận pháp như thế, cho dù là lục hoa cũng không có bao nhiêu biện pháp, nàng thật sự có thể đi vào, nhưng mang đồ vật ra ngoài là một vấn đề. Lăng Hàn quan sát một lúc, hoàn toàn yên tâm, hắn chơi được, hắn đứng dậy, lúc này nghênh ngang đi tới cửa lớn. Vị sư, phốc, tám người kia nhìn thấy Lăng Hàn, còn tưởng rằng hắn là người trong tông nên không cảnh giác. Bọn họ thủ vệ ở nơi này thật lâu, nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng có phần lơ là bất cẩn nhưng nhìn thấy mặt nạ trên mặt lăng hàn thì bọn họ ý thức được có điểm không đúng nhào nhào rút binh khí ra tức giận quát lăng hàn ngươi là ai đám thủ vệ quát lớn lăng hàn sẽ không trả lời thân thể lao tới oanh 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 hai tay hắn vung vẩy liên tục trong nháy mắt đã đánh bại tám thủ vệ tám người này chỉ có tu vi cực cốt cảnh cho dù liên thủ cũng không phải đánh lại hắn lăng hàn bắt đầu phá trận trước kia chỉ hiểu đại khái hiện tại mới làm thật hắn phát động nhãn thuật toàn bộ chi tiết của trận pháp đều hiện ra trước mặt hắn. Đơn giản, Lăng Hàn bố trí trận pháp ngăn cách, một cái, hai cái, ba cái, mỗi cái trận pháp ngăn cách đều ngăn cản thiên địa đại thế của trận pháp, Lăng Hàn cắm 17 trận pháp ngăn cách, đại trận này cũng triệt để mất đi hiệu quả. Hắn đẩy cửa một cái, cánh cửa lớn mở ra, bên trong là một bảo khố vàng son lộng lẫy. Trong phòng có ngọc tử chất đầy phòng, còn có từng kệ hàng, phía trên còn đặt các loại tài liệu chân quý. Lăng Hàn bất chấp tất cả, cứ thu trước rồi nói sau, mặc dù hắn không phát ra động tĩnh nhưng tốt nhất cứ giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Chỉ cần quét vài lần là thu sạch bảo vật trên kệ hàng, phiền phức nhất chính là ngọc tử, chúng quá nhiều. Bận rộn suốt 3 giờ, lúc này Lăng Hàn mới quét sạch bảo khố, đó là kết quả có thêm 7 tiểu hoa nhi hỗ trợ, đương nhiên, sau khi bận rộn xong, thất hoa lại ngã vào ngọc tử và ngủ thiếp đi. Đi, Lăng Hàn mang theo 7 tiểu hoa nhi trở về, sau khi đi vào tiểu viện của mình, hắn lại làm như lúc trước, cho lục hoa mang theo hồ lô tiến vào trong sân, cũng không kinh động người nào. Hoàn Mỹ, dạng sáng ngày thứ hai, lang Hàn kết thúc tu luyện không bao lâu, oanh, cửa lớn bị người ta đạp bay. Hắn đi ra ngoài, chỉ thấy bích tiêu công chúa còn nhanh chân hơn hắn. Ngoài cửa chính có 5 người tiến vào, đồ kiến bạch cũng ở trong đó. Giới thiệu một chút, đồ kiến bạch nói, vị này chính là đại sư huynh trầm thiên của chúng ta, đây là tam sư đệ bao trí học của ta, tứ sư đệ liên tín thụy và ngũ sư đệ an ngọc đường. Lăng Hàn gật gật đầu, cười nói, mấy vị tới cửa sớm như thế, chẳng lẽ công tôn tông chủ đã có thời gian rãnh gặp chúng ta? Thẩm thiên tiến lên phía trước một bước, nói, không biết hai vị tối qua có ngủ ngon không? Tại sao Trầm Huynh lại quan tâm tới giấc ngủ của chúng ta? Lăng Hàn cười nói, Trầm Thiên nói, tối qua trong tông xảy ra một vụ trộm, bảo khố bị tạc tử lớn mật nào đó cướp sạch, cho nên, nếu như hai vị ngủ không ngon, tại hạ muốn hỏi một chút, các người có nghe được động tĩnh gì hay không? Bích Tiêu công chúa sững sờ, lập tức nghĩ tới Lăng Hàn. Kết hợp lời Lăng Hàn nói hôm qua, nàng có thể kết luận, nhất định do Lăng Hàn làm. Hắn có năng lực như thế, Lục Hoa có thể ẩn thân, bản thân hắn là trận pháp đại sư, mở bảo khố là sở trường của hắn. Đương nhiên Bích Tiêu công chúa sẽ không lộ ra manh mối gì, nàng và Lăng Hàn đang ở chung một chiếc thuyền, hơn nữa Lăng Hàn còn nói sẽ phân chỗ tốt cho nàng, tuyệt đối không thể để lộ chân tướng. Lăng Hàn kinh ngạc, nói: là kẻ nào to gan lớn mật như thế, lại dám trộm bảo khố dưới mí mắt của công tôn tông chủ. Đúng vậy, nếu như chúng ta tìm được tên trộm kia, ta sẽ làm hắn hối hận vì sống trên đời này. Trầm thiên lành lạnh nói một câu, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào lăng hàn. Lăng hàn cười ha ha, nói, trầm huynh nhìn ta là có ý gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta làm. Không phải lăng huynh sao, trầm thiên cười nói, lăng hàn lắc đầu, chuyện không có chứng cớ, trầm huynh không nên nói lung tung mới tốt nếu lăng huynh đã thẳng thắn như thế cho phép chúng ta lục soát được chứ trầm thiên thản nhiên nói lăng hàn nhún vai nói nơi này là địa bàn hoa thiên tông các ngươi các ngươi muốn lục soát thì lục soát đi lăng huynh chúng ta muốn xem pháp khí không gian của ngươi trầm thiên nói thêm trầm huynh ngươi đang ép buộc lăng hàn sẽ không đáp ứng nói việc này dính tới riêng tư của ta nhất là bích tiêu công chúa trong không gian pháp khí của ngươi ta có vật phẩm tư nhân không tiện cho người ngoài xem Bích tiêu công chúa lập tức nghĩ pháp khí không gian bị mất trộm của mình, thậm chí trong đó còn có nội y nàng thay giặt. Lăng Hàn không nói còn tốt, nhắc tới việc này thì nàng có xúc động giết người. Lăng Huynh, vì rửa sạch hiềm nghi, ngươi nên cho chúng ta lục soát mới tốt. Trầm Thiên nói, tiếng nói không cao nhưng rất kiên trì. Lăng Hàn cười một tiếng, nếu như ta nói không, có phải các ngươi sẽ xuất thủ đúng không? Cho nên, Lăng Huynh không nên để sự việc biến thành như vậy. Trầm Thiên nói, Lăng Hàn hiểu ra, hiện tại chỉ là năm tên đệ tử xuất mã, nói rõ công tôn lương còn không muốn triệt để đắc tội với huyền Bắc Quốc, bằng không cường giả tiên đồ đã xuất thủ, cần gì nói nhảm nhiều như thế. Chỉ bằng năm người các ngươi, ha ha, không đáng chú ý. Hắn cười nói, lang huynh, ngươi muốn khư khư cố chấp, gương mặt trầm thiên dần dần thay đổi. Ha ha, lang hàn chỉ cười một tiếng, động thủ, trầm thiên phất tay, lúc này bốn người đồ kiến bạch đã tạo thành vòng vây bao quanh lang hàn và bích tiêu công chúa. Hai tên tầm bí cảnh, ba tên khai khiếu cảnh, Bích Tiêu công chúa nói, tầm bí cảnh về ngươi, khai khiếu cảnh về ta, như thế nào? Lăng Hàn nói, không thành vấn đề, Bích Tiêu công chúa trả lời đầy tự tin. Chương 3952, công tôn lương. Hừ hừ, các ngươi có lòng tin như thế, Trầm Thiên cười nói, tốt, đúng như hắn nói, đại sư huynh, ta và ngươi bắt lấy Bích Tiêu công chúa, giao Lăng Hàn cho ba vị sư đệ. Đồ Kiến Bạch cười nói, bất kể nhìn thế nào bọn họ đều chiếm hết thượng phong. Đi, Trầm Thiên gật gật đầu, xuất thủ, năm người đồng thời nhảy lên, cùng phân biệt tấn công Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa. Lăng Hàn lui lại, hắn muốn kéo dài khoảng cách với Trầm Thiên và Đồ Kiến Bạch. Dù sao hai người kia cũng có cảnh giới tầm bí cảnh, Lăng Hàn hiện tại không phải đối thủ của bọn họ, không nên bị bọn họ thừa cơ tấn công, bởi vì bị đánh chúng không dễ chịu chút nào. Ba người bao trí học vội vàng truy kích, bọn họ không cho Lăng Hàn cơ hội bỏ chạy sau khi kéo dài khoảng cách lăng hàn liền không né nữa hắn lựa chọn chiến đấu với đám người bao trí học ba người này không phải thiên tài nhất tinh may mắn có được tu vi khai khiếu cảnh bằng không bọn họ liên thủ cũng không địch lại lăng hàn cho dù như thế bởi vì lăng hàn không phát huy toàn lực nếu không bọn họ cũng không đỡ nổi mấy chiêu ở hướng khác bích tiêu công chúa đang kịch chiến với trầm thiên và đồ kiến bạch mặc dù trên đời này có rất nhiều người được gọi là thiên tài nhưng chân chính có thể gọi là thiên tài nhất tinh lại không nhiều giống như trầm thiên, đồ kiến bạch chỉ hơi mạnh hơn tầm bí cảnh bình thường một chút mà thôi, còn cách cấp độ thiên tài nhất tinh quá xa. Nhưng bích tiêu công chúa vốn là thiên tài nhất tinh, sau khi trùng kích tiên đồ thất bại, lại ngoài ý muốn thức tỉnh một chút huyết mạch viễn cổ, cho nên chiến lược tiến thêm một bước, mặc dù không thể xưng là thiên tài nhị tinh nhưng đã tiếp cận cấp độ này. Tất cả mọi người truy tìm tu vi viên mãn, chiến lực hai người phổ thông, người còn lại đã tiếp cận cấp độ thiên tài nhị tinh, chiến đấu như thế có gì đáng lo lắng hay sao? nhưng bích tiêu công chúa cũng giống lăng hàn cũng không bộc lộ toàn bộ chiến lược của mình cho nên nàng chiến đấu với hai người trầm thiên hai vị nên giao pháp khí không gian ra đây chúng ta muốn kiểm tra một chút để tránh thụ thương trầm thiên còn chưa nhìn ra bản thân mình đang làm vào thế yếu cho nên vẫn lên tiếng chiêu hàng lăng hàn và bích tiêu công chúa lăng hàn thở dài nói làm người trọng yếu nhất chính là cái gì da mặt dày gan lớn đủ vô sỉ tâm phải đen đám hoa nhi lên tiếng kẻ sau còn lớn tiếng hơn kẻ trước. Gương mặt Lăng Hàn tối đen, "Ta dạy các ngươi như vậy sao?" Hắn vội vàng lắc đầu, nói, "Làm người trọng yếu nhất chính là tự hiểu mình, chỉ là mấy con tôm tép nhãi nhép, hết lần này tới lần khác còn muốn vuốt sâu hùng, không phải làm trò cười cho kẻ khác hay sao?" "Phanh, phanh, phanh," bỗng nhiên hắn phát lực, xuất ra ba quyền liên tiếp, ba người bao trí học bị đánh bay ra ngoài, mất đi năng lực tái chiến. Nhìn thấy Lăng Hàn bộc phát, Bích Tiêu công chúa cũng tăng chiến lực, nàng đánh lui hai người trầm thiên cái gì năm người trầm thiên kinh hãi không nghĩ tới hai người lăng hàn lại có chiến lược cường đại như vậy lại là hai yêu nghiệt lăng hàn không còn vẻ mặt ôn hòa như lúc trước nói trở về nói với công tôn lương lòng kiên nhẫn của chúng ta có hạn kiên nhẫn của thánh thượng cũng có hạn ngày mai không tới gặp có khả năng thái hoa tông sẽ bị hủy diệt năm người trầm thiên vừa giận vừa thẹn năm người đánh hai cảnh giới không yếu nhân số chiếm ưu nhưng lại bị người ta nghiền ép bọn họ có thể giải thích thế nào? Lăng Hàn, người dám uy hiếp cường giả tiên đồ, trầm thiên tức giận quát một câu, bại tướng dưới tay, ít nói nhảm, nhanh đi truyền lời. Lăng Hàn phất tay, ngươi không phải người đánh bại ta, trầm thiên nói thầm trong lòng, nhưng Lăng Hàn lại là đồng bọn của Bích Tiêu Công Chúa, hắn không có mặt mũi cãi lại. Năm người đều lạnh lùng nhìn Lăng Hàn và Bích Tiêu Công Chúa một lúc, sau đó quay đầu rời đi. Bọn họ cũng không sử dụng bạo vân nỏ, cũng không dám xé rách một chút ra mặt cuối cùng, nếu thật dồn đám người lăng hàn vào chỗ chết chỉ cần công tôn lương tự mình xuất thủ là được cường giả tiên đồ cường đại cỡ nào ngươi thật cướp sạch bảo khố của bọn họ bích tiêu công chúa kinh ngạc đây chính là tài sản của cường giả tiên đồ đấy lăng hàn khoát tay nói chuyện không có chứng cứ, ngươi không nên nói lung tung ha ha bích tiêu công chúa cười lạnh liếc nhìn lăng hàn lăng hàn đành phải nói lại nói ngươi cũng có phần đây cầm lấy đi hắn giao một sợi dây truyền cho nàng Đương nhiên, Bích Tiêu công chúa sẽ không khách khí, sau khi nàng nhận lấy liền xem xét cẩn thận, lại cau mày nói: "Pháp khí này dùng như thế nào?" "A, à, đây chính là một sợi dây chuyền vàng, người đeo lên rất đẹp." Lăng Hàn nói, vẻ mặt Bích Tiêu công chúa cứng đờ, hắn đang đùa giỡn nàng sao? Lăng Hàn!" nàng phát điên kêu lên, "Tốt tốt tốt, tặng ngươi cái này." Lang Hàn thở dài, lại đưa ra một vật, đây là một khối kim loại nhưng lại trong suốt như ngọc, phi thường cổ quái. Kim Như Ngọc, Bích Tiêu công chúa là người biết hàng, lập tức nói. Đây là vật liệu nhất tinh, có thể chế tác pháp khí cao cấp. Người hài lòng liền tốt, Lăng Hàn cười nói, Bích Tiêu công chúa nhìn Lăng Hàn, ra hỏa này vừa ra tay chính là một khối vật liệu nhất tinh, như vậy hắn thu hoạch chắc chắn vượt qua thứ này. Nhưng đó là đồ Lăng Hàn chiếm được, nàng chỉ thu phí bịt miệng, một khối vật liệu nhất tinh còn không đủ sao. Nàng cũng không thể quá tham lam, đi theo gia hỏa này đúng là một con đường kiếm tiền, trận pháp gì đó đều không thể ngăn cản hắn. Đột nhiên trong nội tâm bích tiêu công chúa xuất hiện một suy nghĩ. Đương nhiên Lăng Hàn thu hoạch nhiều hơn, hắn đạt được bốn khối vật liệu nhất tinh, trong tay hắn đã có hai kiện pháp khí, trường kiếm lại là cấp bậc nhị tinh, cho nên hắn không quá xem trọng vật liệu nhất tinh. Trừ chuyện này ra, hắn còn thu được rất nhiều ngọc tử, cuối cùng là một bia đá, dường như bị đánh rớt ra từ một khối bia đá lớn hơn, phía trên có một nửa của hai chữ nhưng Lăng Hàn không biết là gì lăng hàn không nhìn ra bản thân vật liệu của bia đá có gì chân quý nó có màu xám trắng mặc dù nhìn rất cổ còn tỏa ra khí tức xa xưa nhưng cũng chỉ như thế nhưng nó lại bị công tôn lương thu vào trong bảo khố tất nhiên là có điểm không tầm thường hắn còn chưa phát hiện ra mà thôi lăng hàn không ngờ là vào xế chiều hôm đó công tôn lương lại xuất hiện một đạo khí tức đáng sợ bao phủ nội tâm lăng hàn bích tiêu công chúa bảy tiểu hoa nhi sợ hãi bọn họ cùng đi ra ngoài chỉ thấy trong sân xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử này chắp tay sau lưng, hắn đang ngẩng đầu nhìn trời, hắn đang trang bước làm ra vẻ cao thủ. Nhưng hắn thật sự có tư cách trang bước, hắn đứng đó giống như hòa hợp làm một thể với thiên địa. Công tôn lương, lang hàn, bích tiêu công chúa nói thầm trong lòng, hoa thiên tông chỉ có một cường giả tiên đồ, cho nên không cần đoán thân phận của người này. Công tôn tông chủ, lang hàn và bích tiêu công chúa cùng chắp tay, công tôn lương không có tâm quy hàng, tự nhiên sẽ không tôn trọng hai tên phạm nhân, hắn chỉ gật đầu. Giao đồ vật các ngươi ăn cắp ra đây, hắn nói thẳng, chương 3953, cửa tượng phát huy. Đám người trầm thiên, đồ kiến bạch đang đứng trước cửa, mỗi người đều trợn mắt nhìn lăng hàn. Bọn họ làm việc bất lợi, cho nên công tôn lương phải tự thân xuất mã, cho nên mặt mũi tối tăm, bọn họ cũng tính những việc này lên đầu lăng hàn. Bích tiêu công chúa là mỹ nữ, cho nên nàng tránh được rất nhiều thù hận. Lăng Hàn cười một tiếng, Tại sao công tôn tông chủ nói lời này? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng đại quan triều đình như ta và bích tiêu công chúa, thánh hoàng ngự khẩu thân phong phủ chủ ngoại vụ phủ lại đi ăn cắp hay sao? Bích tiêu công chúa xem thường, ra mặt ra hỏa này quá dày, rõ ràng là hắn làm việc này, nhưng bây giờ lại nói năng hùng hồn như vậy. Ân, sau này không thể tin tưởng hắn, ánh mắt công tôn lương co giật, hắn muốn nổi giận nhưng lại kiêng kỵ thực lực trần phong viêm rất sâu, cho dù hắn tìm được chỗ dựa nhưng vẫn không muốn triệt để vạch mặt với trần phong viêm. Dù sao, cho dù có sinh đan cảnh bảo hộ hắn, người ta có thể bảo hộ hắn mỗi ngày hay sao? Nếu giết Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa, hắn sẽ triệt để đắc tội Trần Phong Viêm, cũng gieo xuống thù hận hủy diệt chính hắn. Cho nên, nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn giết người. Ở rào biển trước mặt bổn tỏa, có ý nghĩa sao? Hắn từ tốn nói, thậm chí, nể tình các người có năng lực đánh cắp nội tình trước mắt bổn tỏa, thậm chí bổn tỏa cho phép các ngươi giữ lại mấy kiện đồ vật, nhưng khối bia đá vỡ vụn kia nhất định phải trả lại cho bổn tỏa lang hàn kinh ngạc thậm chí công tôn lương cho phép bọn họ giữ lại vật liệu nhất tinh hắn chỉ muốn lấy lại tấm bia đá vỡ vụn không biết do vật liệu gì tạo thành điều này nói rõ đối phương cũng biết tấm bia đá đó chân quý không nói việc công tôn lương kéo dài thời gian hiện tại bảo khố bị mất trộm hắn lại xuất hiện ở nơi này điều này nói rõ cái gì nói rõ tấm bia đá vỡ vụn kia rất trọng yếu trọng yếu đến mức hắn không thể không hiện thân đương nhiên lăng hàn không có khả năng giao đồ vật cho đối phương nếu hắn trộm lấy bằng bổn sự của mình tại sao lại giao ra công tôn lương trong lãnh địa huyền bắc quốc chiếm đất làm vua hiện tại hắn và bích tiêu công chúa đại biểu vương triều đến đây ra hỏa này tránh mà không gặp còn kéo dài thời gian rõ ràng muốn ngoan cố chống lại đến cùng bọn họ cũng không cần khách khí với loại người này lăng hàn lắc đầu công tôn tông chủ người đã từng nói đế đô quá xa người không thể tới hiện tại chúng ta đã tới Ta muốn hỏi công tôn tông chủ một chút, rốt cuộc ngươi quyết định thế nào?" Công Tôn Lương giận dữ, Lăng Hàn còn dám hỏi lại mình. Chỉ là tiểu tử Minh Văn cảnh, trong mắt hắn còn không bằng sâu kiến, thế mà dám chất vấn vây khó xử cho mình. Hắn nhìn chúng việc mình không dám trở mặt với Trần Phong Viêm sao? Hắn hừ một tiếng, nói, "Ở trước mặt Bổn tọa, ngươi có tư cách tra hỏi sao?" Bổn tọa hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì, nếu làm Bổn tọa không hài lòng, các ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi nơi đây." kiên nhẫn của bổn tọa có hạn, không nên ép bổn tọa giết người. Nghe công tôn lương nói như vậy, mấy người trầm thiên cũng quát lớn, bảo Lăng Hàn không nên suy nghĩ sai lầm, hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Lăng Hàn lắc đầu, công tôn tông chủ, ta có thể xem lời này của ngươi là cự tuyệt triều đình chiêu an hay không? Phạm nhân nho nhỏ, to gan lớn mật, công tôn lương không kìm nén được, hắn động thủ, oanh, lực lượng thiên địa vô tận ngưng tụ, hóa thành một bàn tay màu đen lớn như nắp giếng tấn công Lăng Hàn, đi lăng hàn ném kim nghiêu ra một tiếng bỏ ò vang lên kim quang lóe sáng thân thể kim nghiêu biến lớn và ngăn cản một trưởng của đối phương trưởng màu đen tan nát kim nghiêu lắc lắc đầu nó va chạm với công tôn lương tốc độ của kim nghiêu cực nhanh trong lúc lao tới kim quang hóa thành mũi tên bắn về phía công tôn lương công tôn lương giật mình cau mày nói khôi lỗi cơ quan thú kim nghiêu tấn công công tôn lương chỉ có thể nghinh đón hắn là cường giả trúc cơ đã vượt qua tiên môn Tu gia nhân đạo cơ, chiến lực cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, há mồm phun ra một đạo kiếm khí màu bạc, hóa thành một thanh phi kiếm chém vào thân Kim Ngưu. Nhưng Kim Ngưu là bảo vật do Trần Phong Viêm ban thưởng, với tư cách là tay chân cường đại của ngoại vụ phủ, cường giả trúc cơ bình thường có thể phá hủy nó hay sao? Kim Ngưu không tránh không né, nó vẫn lao lên phía trước, ngân kiếm vỡ nát hóa thành vô số mảnh nhỏ. Công Tôn Lương khiếp sợ, tại sao thực lực Kim Ngưu lại cường đại như thế? Hắn vội vàng vận dụng đại đao lúc này hào quang nở rộ thành vô số hoa văn rực rỡ, nó giống như mặt trời chói mắt, chém thẳng vào người kim nhưu. Bang, đao chạm lên sừng kim nhưu, vô số tia sáng bắn ra khắp bốn phương tám hướng. đám người lăng hàn, bích tiêu công chúa, trầm thiên vội vàng nằm xuống đất tránh né tia sáng, chỉ cần bị những tia sáng này đụng chúng, bọn họ sẽ tan xương nát thịt, không còn một khối thi thể nào hoàn chỉnh. cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn chính là đạo lý này. đến, công tôn lương vẫy tay một cái niệm lực hóa thành bàn tay nắm lấy tảng đá lớn như gian phòng nện vào đầu kim nghiêu trong nháy mắt đã vượt qua gấp 10 lần tốc độ âm thanh không khí bị xé rách nên sinh ra âm thanh to lớn tảng đá clia nặng mười mấy vạn cân lại có lực lượng gấp 10 lần tốc độ âm thanh gia trì do niệm lực thuần túy thúc giục một kích như thế cực kỳ đáng sợ lang hàn ngạc nhiên nếu như một kích của công tôn lương vận dụng thiên văn ngọc đánh ra uy lực của nó sẽ mạnh tới mức nào khó trách thiên văn ngọc có thể liệt vào tài liệu chân quý cấp bậc nhị tinh nếu cường giả tiên đồ có nó, thiên văn ngọc sẽ biến thành đại sát khí trong tay bọn họ. Kim Nghiêu có được thể phách cường đại, đụng đầu, tảng đá vỡ nát. Nó không bị ngăn cản, vẫn tiếp tục đuổi theo công tôn lương. Công tôn lương sử dụng rất nhiều thủ đoạn, niệm lực của cường giả tiên đồ mạnh tới mức đáng sợ, niệm lực hóa hình, không ngừng cầm lấy tảng đá tấn công Kim Nghiêu, trường đao trong tay hắn lại là pháp khí nhất tinh, dẫn động lực lượng thiên địa đáng sợ, thần uy khó lường. Nhưng rất tiếc, tất cả công kích đánh vào Kim Nghiêu đều phí công. Kim Ngưu không biết dùng vật liệu gì đúc thành, bất kể công kích gì đánh vào nó đều vô hiệu, không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào. Ừm, trận pháp này rất cao minh, nhị oa nhìn thấy, nàng bình luận, nhìn thấy lăng hàn nhìn sang, nàng giải thích, kỳ thật vật liệu chế tác Kim Ngưu không phải chân quý, chỉ là cấp bậc nhất tinh, nhưng trên đó có ít nhất 4 trận pháp, một cái là trận pháp thu nhỏ, một cái là thiết bị trận, một cái là tật phong trận, còn có một cái là hỏa tiến trận. Lăng hàn gật đầu, Kim Ngưu có thể thu nhỏ, tự nhiên có quan hệ tới trận pháp thu nhỏ, thiết bị trận giúp nó kiên cố không bị phá vỡ, tật phong trận gia tăng tốc độ kinh người, có thể phun hỏa diễm và hỏa tiến lại là hỏa tiến trận. Nhị Oa vừa dứt lời, liền nhìn thấy Kim Ngưu há miệng ra, hưu hưu hưu, có tới mấy trăm hỏa tiến bay ra ngoài, hỏa tiến như thiêu đốt bầu trời, chúng đều bắn về phía công tôn lương. Trường 3954, đánh nát tiên đạo cơ thạch. Hỏa tiến đầy trời, công tôn lương kiêng kỵ, những những hỏa tiến này do liệt diễm tầng thứ cao ngưng tụ tạo thành, có được lực phá hoại cực kỳ đáng sợ có thể nói là uy lực cực mạnh trong cấp độ trúc cơ cho dù là cao thủ chú đỉnh cảnh cũng không dám thừa nhận bởi vì bọn họ sẽ trọng thương hắn vung vẫy hai tay điên cuồng dẫn động lực lượng thiên địa lúc này mới đánh vào hư không từng nhánh hỏa tiễn biến mất nhưng vẫn có mấy hỏa tiễn lọt lưới công tôn lương né tránh không kịp vai trái chúng một tiễn a à, hắn kêu gào thảm thiết năng lượng tầng thứ cao phá hoại trong cơ thể tiêu diệt sinh cơ hắn đau đớn không chịu nổi Mặc dù hắn là trúc cơ tiên nhân, nhưng trong lao tù có rất nhiều người như vậy, hắn cũng không phải thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cho nên, trên người hắn cũng không có phẩm chất cứng cỏi và không sợ hãi, hắn đau đớn kêu la thảm thiết. Kim Nhiêu không có cảm xúc gì, tiếp tục phát động công kích vào công tôn lương, muốn nhất cỗ tác khí xử lý người này. Lang Hàn lắc đầu, kỳ thật cường giả tiên đồ không khác gì phàm nhân, bọn họ chỉ sống được lâu hơn một chút, lực lượng lớn hơn một chút, năng lực càng mạnh hơn một chút, ở phương diện khác. Tiên nhân cũng có thất tình lục dục của mình, cũng cảm thấy đau đớn và sợ chết. Vượt qua tiên môn thì thế nào, chỉ có thực lực thoát thai hoán cốt mà thôi. Đám người Trầm Thiên đều chấn kinh, mặc dù bọn họ không phải chúc cơ cảnh, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng, công tôn lương muốn bại, hơn nữa thời gian cũng không dài lắm. Bọn họ không thể thừa nhận được, phải biết bọn họ bước ra từ lao tù, đã gặp được nhiều cường giả, cũng chính vì như thế, bọn họ rất xem thường người bên ngoài, bởi vì so với cao thủ trong lao tù người bên ngoài yếu tới mức đáng thương nhưng sư tôn của bọn họ là cao thủ tiên đồ hắn đã thua thậm chí có khả năng bị oanh sát bọn họ lấy tin tưởng từ nơi nào đừng có giết ta công tôn lương không chịu nổi lớn tiếng nói ta nguyện ý quy thuận ta nguyện ý quy thuận Lăng hàn lắc đầu lúc này mới nghĩ quy thuận muộn rồi nếu như người nào cũng giống như hắn vừa dơ cao cờ xí phản đối lúc sắp chết đến nơi lại nói một câu đầu hàng liền trốn thoát một kiếp trên đời này có chuyện đơn giản như thế sao pháp không nghiêm, làm sao chỉ thiên hạ. Trước kia ngoại vụ phủ không để lộ nanh vuốt, khó tránh tạo cho người ta cảm giác ôn hòa, cho nên, Lam Hàn cũng muốn thừa cơ lập uy, làm cho những người khác biết, phía sau ôn hòa chính là giết chóc máu tanh. Trên thân kim nghiêu không chỉ có mấy trận pháp như vậy, công tôn lương quay người muốn chạy trốn, thân thể bay lên cao, đột nhiên hắn lại rớt xuống đất, lúc hắn rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện một hố to. Trọng lực trận, công tôn lương miễn cưỡng bỏ dậy nhưng thân thể đang run rẩy trọng lực trận tạo thành ảnh hưởng lớn lên người hắn, hắn muốn đứng thẳng cũng khó khăn. Hắn chiến đấu như thế nào? Rõ ràng, đây là một đại chiêu của Kim Ngưu, trước kia không sử dụng là vì tiêu hao đạo thạch quá lớn. Bò, ò, à, Kim Ngưu lại há miệng phát ra một đạo sóng âm, lại hóa thành ký hiệu vô cùng cổ xưa, ký hiệu tấn công công tôn lương. Công tôn lương bị trọng lực áp chế, căn bản không thể trốn tránh, nhưng niệm lực vô hình không bị trọng lực trói buộc. Hắn lập tức bắt lấy một tảng đá lớn ngăn cản trước người, tảng đá lớn va chạm với ký hiệu và vỡ nát, hoàn toàn không có tác dụng ngăn chặn. Hắn hét lên một tiếng, trước ngực lồi ra một tảng đá, dường như nó có thể chống lại thiên địa. Đây là tiên đạo cơ thạch của hắn, cũng là thứ cực kỳ trọng yếu khi hắn trở thành cường giả tiên đồ, trong tình huống bình thường, hắn khẳng định không sử dụng tới, nhưng bây giờ vì bảo vệ tính mạng, hắn không nghĩ nhiều như thế. Ký hiệu đánh vào tiên đạo cơ thạch, ký hiệu vỡ vụn nhưng tiên đạo cơ thạch cũng xuất hiện một vết rạn. Công tôn lương vô cùng đau lòng, đây chính là tiên đạo cơ thạch, nếu nó vỡ vụn, như vậy hắn sẽ rớt khỏi cảnh giới trúc cơ, trở thành phàm nhân lần nữa, hắn đã sống mấy trăm năm, một khi cảnh giới giảm xuống, không qua bao lâu, thọ nguyên của hắn sẽ hết. Cho dù tiên đạo cơ thạch không vỡ vụn, chỉ xuất hiện một vết giản, đây cũng là tổn thất cực kỳ to lớn, hắn cần rất nhiều thời gian và bảo vật tu bổ vết giản, nếu không vết giản không ngừng mở rộng, đạo cơ của hắn sẽ hủy diệt. Kim Ngưu lại giống một tiếng, nó lại phun ra một ký hiệu khác. Trọng lực chân áp xuống, công tôn lương tránh thế nào. Hắn đành phải vận dụng tiên đạo cơ thạch ngăn cản ký hiệu, nếu không, hắn sẽ bị đánh chết tại chỗ. Tiên đạo cơ thạch lại đỡ ký hiệu, nhưng vết dạn lại lớn hơn mấy phần. Công tôn lương hoảng sợ gần chết, hắn đang uống rượu độc giải khát, cho dù hắn hiện tại có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng chỉ cần tiên đạo cơ thạch vỡ nát, hắn sẽ giảm xuống tu vi tầm bí cảnh, hắn làm sao đối kháng kim nghiêu. Nhưng không có biện pháp, nếu hắn không sử dụng tiên đạo cơ thạch ngăn cản, hắn sẽ chết ngay lập tức. Cho nên, hắn biết rõ điểm này nhưng chỉ có thể kiên trì. Sau vài chục lần như thế, tiên đạo cơ thạch của Công Tôn Lương đã đầy vết rạn, có khả năng sẽ vỡ vụn ngay sau đó. Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa đều cảm thán, không hổ là chiến tranh cự tượng, có thể quét ngang tất cả trúc cơ. Kết cục của Công Tôn Lương đã định, hiện tại chỉ vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Công Tôn, Huyền Mộ tới đây, còn không tới gặp. Đột nhiên có một tiếng thét dài vang vọng thiên địa, Công Tôn Lương vô cùng vui mừng, đây là Huyền Thiên Lĩnh cường giả chú đỉnh. Chỉ cần vị này chạy tới đây, hắn sẽ được cứu. Huyền đại nhân, cứu ta, hắn ra sức thét lên, trong bầu trời xa xăm có một người phá không bay tới, nhanh đến mức không thể hình dung. Làm sao bây giờ, bích tiêu công chúa nhìn sang lăng hàn, có thể được công tôn lương xưng là đại nhân, cảnh giới của người này chắc chắn phải trên công tôn lương, mặc dù chiến tranh cự tượng rất châu bò, trong mắt cường giả chú đỉnh, kim nghiêu quá yếu ớt. Lang Hàn một cắn răng, nhất định phải giải quyết công tôn lương. Hắn sai sử kim như tiếp tục công kích, phải nhân cơ hội huyền mỗ gì đó chưa tới, lang hàn nhất định phải giết công tôn lương. Dừng tay, bóng người trên bầu trời bay tới với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã tới nơi, nhưng công tôn lương đã đổ mặt lộ, sau khi ngăn cản ký hiệu, tiên đạo cơ thạch đã vỡ nát. Không, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, xong đời, hắn sẽ biến thành phàm nhân. Đi, lang hàn bắt lấy bảy tiểu hoa nhi đưa vào trong dưỡng nguyên hồ lô, lúc này mới triệu hồi kim nghiêu trở về, nhảy lên người nó. Mặc dù không thể giết công tôn lương, nhưng phế tiền đạo cơ thạch của đối, cho dù còn sống cũng không khác gì một tên phế nhân, cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Lúc này, bích tiêu công chúa cũng cũng không quan tâm tới nam nữ khác biệt, cũng nhảy lên lưng kim nghiêu, ngồi sau lưng lăng hàn. Kim nghiêu lập tức chạy như bay, xeo, bóng người trên bầu trời hạ xuống, chỉ thấy hắn dẫm lên một cây trường thương, thời điểm tới gần mặt đất liền thu hồi trường thương, lúc hắn nhìn sang công tôn lương, sắc mặt biến thành tối tăm. Chạy đi đâu, hắn lại vận dụng trường thương lần nữa, lăng không bay lên, hắn đuổi theo hai người lăng hàn. Trường 3955, Cường giả chú đỉnh. Một tên cường giả chú đỉnh đuổi theo, bích tiêu công chúa hoảng sợ thất sắc, bị cường giả như vậy đuổi giết, bọn họ chạy trốn thế nào. Tốc độ của Kim Ngưu thật sự rất nhanh, nhưng cho dù nhanh hơn nữa có thể vượt qua cường giả chú đỉnh ngự thương bay đi sao. Cũng may chính là, nơi này là rừng rậm dày đặc lá cây lít nha lít nhít hoàn toàn ngăn chặn ánh mắt có lợi cho việc chạy trốn nếu không nhìn thấy người cường giả chú đỉnh thì thế nào nhưng bích tiêu công chúa thả lỏng quá sớm oanh trên bầu trời xuất hiện uy áp đáng sợ một kích đảo qua toàn bộ rừng cây bị đánh nát gió lốc đáng sợ quét qua cũng có thể tùy tiện đánh chết cao thủ tầm bí cảnh cũng may trên người kim nghiêu phát ra hào quang ngăn cản hào quang tạo thành hộ thuẫn bảo hộ lăng hàn và bích tiêu công chúa vào bên trong ngăn cản một kích khủng bố này cũng ngăn chặn gió lóc dù sao chiến tranh cự tưởng vô địch trong trúc cơ cho dù đánh không lại chú đỉnh nó lại dễ dàng ngăn cản công kích phạm vi lớn như vừa rồi mặc dù đám người lăng hàn cùng bích tiêu công chúa chạy thoát được một kiếp nhưng bọn họ cũng bại lộ trước mặt huyền thiên lĩnh huyền thiên lĩnh lại ra tay lần nữa chỉ cần một kích nhắm vào kim như có thể đỡ nổi sao chỉ là hai con sâu kiến dám trái lời của bổn tỏa các ngươi chỉ là con chó của trần phong viêm thật sự cho rằng là hắn sao Huyền Thiên lĩnh lạnh lùng nói một câu, hắn đánh xuống một trưởng mang theo uy thế thiên băng điện liệt, đáng sợ đến cực hạn. Đây là cường giả chú đỉnh, đứng ở bậc thang thứ hai trên tiên đồ, cũng mạnh hơn trúc cơ vô số lần. Cho dù Lăng Hàn yêu nghiệt hơn gấp một vạn lần, hắn đối mặt với một kích này cũng phải chết không nghi ngờ. Kim Nhiêu há miệng phun ra một ký hiệu lên bầu trời. Ký hiệu này mang theo uy lực cực kỳ cường đại, một kích có thể làm tiên đạo cơ thạch của công tôn lương vết giản, tiên đạo cơ thạch được xưng là cơ thạch, như vậy nó kiên cố cỡ nào. Nhưng một kích huyền thiên lính của quét qua có thể đánh nát ký hiệu, một trường của hắn tỏa ra ánh sáng bạc trói mắt, muốn chân áp lăng hàn, bích tiêu công chúa và kim nghiêu. bo o, bo o, bo o, kim nghiêu không ngừng phun ký hiệu, một hơi phun ra 17 cái, không ngừng đánh chúng, cuối cùng một kích của huyền thiên lính cũng tan giã, bàn tay bạc vỡ nát, nó lại biến thành lực lượng thiên địa. Lăng hàn cùng bích tiêu công chúa nhìn nhau, bọn họ cau mày. Cường giả chú đỉnh tùy ý oanh kích, Kim Ngưu phải liên tục dùng tuyệt chiêu mới có thể hóa giải, chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, Kim Ngưu không ngừng vận dụng đại chiêu như thế, tiêu hao đạo thạch quá lớn, trong nháy mắt đã mất đi một phần bốn. Trong chiến đấu bình thường, Kim Ngưu có thể chiến đấu suốt ba ngày, nhưng bây giờ đừng nói ba ngày, ba phút còn miễn cưỡng. Chiến tranh cửa tượng không tồi, rơi vào trong tay các người quá lãng phí, nên do bổn tọa thu đi. Huyền thiên lĩnh xuất thủ lần thứ ba, hắn đưa tay ấn xuống, lực lượng bản thân dẫn động lực lượng thiên địa, hắn vẫn sử dụng bàn tay bạc chân áp. Công kích của hắn vô cùng đơn giản nhưng rất thực dụng, lăng hàn sai sử kim như nhất định phải toàn lực đối kháng. Từng ký hiệu bay ra, cuối cùng vẫn hóa giải một kích này, nhưng đao thạch không còn tới một phần bốn. Sâu kiến, trước mặt tiên nhân, còn muốn ngoan cố chống lại. Huyền thiên lĩnh cười lạnh, trong mắt hắn, lăng hàn và bích tiêu công chúa chính là hai con sâu kiến, hắn xuất thủ ba lần nhưng vẫn không thể bắt lấy, tự nhiên hắn cảm thấy vô cùng khó chịu sắc mặt hắn âm trầm ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nhìn vào bích tiêu công chúa trong mắt hắn tỏa ra hào quang sáng ngời huyền thiên lính cũng sinh ra trong lồng giam trong sinh mệnh chỉ có mạnh được yếu thua cho dù là chú đỉnh cảnh hắn cũng không phải cao thủ trong lao tù chỉ có thể cụp đuôi điệu thấp làm người ở nơi đó hắn là kẻ yếu cũng không thu được chỗ tốt gì sau đó toàn bộ thiên địa rộng lớn hơn cũng phồn hoa hơn tâm tình của hắn sinh ra biến hóa cực lớn từ kẻ yếu đến cường giả từ không có gì đến có thể hưởng thụ tất cả. Trước kia, hắn sinh ra khoái cảm hưởng thụ quyền lợi, hiện tại nhìn thấy bích tiêu công chúa thì hắn sinh ra bản năng khác, đó là nhu cầu. Hắn muốn nữ nhân này, ha 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 ha, hắn cười vui sướng, lại đưa tay chộp lấy Kim Nhiêu. Kim Nhiêu chỉ có thể sử dụng ký hiệu ngăn cản, nhưng tiêu hao quá nhanh, chỉ vài giây đồng hồ mà thôi, khối đạo thạch đầu tiên đã hao hết năng lượng. Lăng Hàn vội vàng cầm một khối đạo thạch khác bổ sung vào, Kim Nhiêu tiếp tục sinh long hoạt hổ, tan giã công kích của huyền thiên lĩnh. Huyền thiên lĩnh không đặt trong lòng, thản nhiên nói, các ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu của bổn tọa, nếu không phải hắn cố kỵ bích tiêu công chúa, hắn đã sớm phát động trường thương công kích, bảo đảm đánh nát kim ngưu và hai người lăng hàn. Vì mỹ nhân, hắn chỉ có thể dùng công kích ôn hòa này. Bích tiêu công chúa khẩn trương, lăng hàn sử dụng một khối đạo thạch, trong tay nàng cũng có một khối, sau khi dùng xong, bọn họ có thể chống thêm bao lâu? Một phút đồng hồ hay hai phút đồng hồ? Nàng nhìn về phía Lăng Hàn, chỉ thấy nam nhân này vẫn bình tĩnh, không có một chút bối rối. Đã đến thời điểm nguy hiểm như vậy, Lăng Hàn có thể bảo trì chấn định như vậy sao? Nội tâm hắn mạnh mẽ cỡ nào? Trên bầu trời, lại có một trưởng giáng xuống. Kim Nhiêu vẫn phun ký hiệu hóa giải công kích, đạo thạch tiêu hao kinh người. Chỉ qua vài chiêu, đạo thạch sắp hao hết. Bích tiêu công chúa nhanh chóng sử dụng khối đạo thạch cuối cùng bổ sung vào, nàng cao mày, không biết nên giải quyết thế nào. Tên tuổi của Trần Phong Viêm có thể dọa cường giả chú đỉnh cảnh sợ hãi không? Cạc cạc, Trần Phong Viêm thật sự xem trọng các ngươi, lại ban thưởng cho các ngươi ba khối đạo thạch, trà trà. Huyền Thiên Lĩnh là người biết hàng, đạo thạch là thứ do cường giả ngưng tụ lực lượng thiên địa tạo thành, có ẩn chứa chân lý giải đạo trong đó, đã có thể khu động chiến tranh cự tượng, trên thực tế cho võ giả sử dụng cũng có thể lĩnh ngộ đạo trong đó. Chỉ có ba khối đúng không? Hắn cười nói, sau khi dùng xong, các ngươi dùng cái gì ngăn cản bổn tọa? oanh, hắn lại xuất ra một trường. Lăng Hàn đau lòng, hắn ném một quân cờ ra ngoài, xoát, nó hóa thành cự tượng màu bạc, hai cây răng nanh, cái mũi, bốn chân đều to và dài. Cái mũi thô to ngăn cản một kích của huyền thiên lính. Công kích của huyền thiên lính bị hóa giải, cái mũi to dài lại quay về quân cờ, một lần nữa rơi vào trong tay Lăng Hàn. Đây là ban thưởng sau khi Lăng Hàn đạt được sau khi cưỡng ép phá đi thế cục trong sổ long tí luyện, có thể vận dụng vào thời điểm gặp nguy hiểm, quả nhiên có thể hóa giải một kích giúp hắn. Lăng Hàn nhìn quân cờ, quả nhiên quân cờ đã tối hơn trước rất nhiều, hắn dùng thêm vài lần sẽ mất đi tác dụng. a à, huyền thiên lĩnh kinh ngạc, không nghĩ tới trên người hai tiểu nhân vật này toàn là bảo bối, trừ chiến tranh cự tượng và đạo thạch ra, còn có bảo vật như vậy. chương 3956, muốn giết huynh đệ lão tôn. Nhân cơ hội này, Lăng Hàn điều khiển Kim Nhiêu chạy nước đại. Mặc dù tốc độ của Kim Nhiêu không kém gì huyền thiên lĩnh, cũng đạt gấp 10 vận tốc âm thanh, thời điểm chạy đi còn có ánh sáng hộ thuẫn bảo hộ, không cần lo lắng tốc độ quá nhanh làm thân thể hai người bị xé nát chứ có chút sóc nảy ra có thể nói nó là phương tiện đi lại hoàn hảo ngươi chạy sai hướng rồi bích tiêu công chúa nhắc nhở ra hỏa này đang chạy không phải phương hướng đế đô nàng thở dài vốn cho rằng lang hàn chấn định không nghĩ tới hắn cũng chỉ giả vờ cũng chạy sai phương hướng lang hàn quay đầu lại nói ngươi cho rằng chúng ta có thể trốn về đế đô hay sao ách đương nhiên là không có khả năng đừng nói quay về đế đô cần thời gian mấy ngày, huyền thiên lĩnh nhiều lắm chỉ cần mười mấy phút là có thể bắt và giết bọn họ. Vậy người chạy loạn cũng vô dụng thôi, bích tiêu công chúa kêu lên, lăng hàn cười ha ha, nói, yên tâm, ta không có chạy loạn, tin tưởng ta. Bích tiêu công chúa im lặng, đã đến lúc này ngươi còn bảo ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi ở điểm nào. Trừ phi trên người lăng hàn có nhiều quân cờ hơn nữa. Tiểu tử, trên người ngươi còn bao nhiêu bảo vật, huyền thiên lĩnh cười to, hắn lại đánh xuống một trường. Lăng Hàn dùng quân cờ đón đỡ, mặc dù lại hóa giải một kích nhưng quân cờ đã ảm đạm rất nhiều. Một kích, hai kích, ba kích, sau hơn 10 kích, ký hiệu đã biến mất, quân cờ nứt ra và không có tác dụng. Sâu kiến, còn muốn ngoan cố chống lại, huyền thiên lĩnh lạnh lùng nói một câu, lại đánh xuống một trường, không có biện pháp, Lăng Hàn chỉ có thể sai sử kim như minh kích. Dù hóa giải công kích nhưng năng lượng trong đạo thạch giảm xuống rất nhiều. Lại thêm hai kích nữa, Kim Nghiêu cũng chỉ có thể chạy trốn, nó không có khả năng hóa giải công kích. Ha ha, thành thành thật thật cho bổn thỏa. Ngô Huyền Thiên Lĩnh muốn xuất thủ, đột nhiên hắn mất trọng lượng và rơi xuống đất. May mà hắn không bay cao, thời điểm sắp rơi xuống đất thì hắn xoay người lại, vững vàng đứng vững trên mặt đất. Hắn thừa nhận trùng kích rất lớn, mặt đất cũng phát ra tiếng vang ầm ầm, sóng xung kích dùng hắn làm trung tâm và lan ra khắp bốn phía, chỉ thấy cây cối, hoa cỏ, tảng đá cùng bay lên trời, tạo thành một đám mây hình nấm xảy ra chuyện gì huyền thiên lĩnh không nghĩ ra tại sao hắn lại rơi xuống hắn cũng không phải tiểu tử mới học vận dụng phi kiếm tại sao lại mất khống chế các ngươi trốn không thoát hắn hừ một tiếng tiếp tục đuổi theo lăng hàn cùng bích tiêu công chúa tốc độ của hắn rất nhanh nhưng mặt đất cao thấp nhấp nhô hắn không thể phát huy tốc độ nhanh nhất của mình hơn nữa hắn còn mất đi tung tích của hai người khó tránh khỏi sẽ sai lệch vị trí hắn không thể đuổi kịp trong thời gian ngắn lăng hàn thở ra một hơi hắn đã tiến vào khu vực Hải Bình Sơn, nhìn thấy huyền thiên lĩnh rơi từ trên trời xuống thì hắn hiểu mình đến đúng nơi rồi. Nơi này có đại trận áp chế hầu ca, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng lên cường giả tiên đồ, lang hàn cược một ván, hắn đã cược thắng. Đương nhiên chỗ dựa chân chính của hắn là hầu ca, chỉ cần dẫn chú đỉnh cảnh tới trước mặt hầu ca, hầu ca tự nhiên có thể giải quyết vấn đề. Đối với thực lực của hầu ca, lang hàn tràn ngập lòng tin. Trốn trốn trốn, kim Ngưu chạy như bay, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Nhưng qua một lúc, Lăng Hàn đã nhìn thấy bóng dáng huyền thiên lĩnh từ xa. Tốc độ của hắn gấp 12 lần thậm chí 15 lần vận tốc âm thanh, hắn bước ra một bước là 10 dặm, có thể đuổi kịp trong nháy mắt. Khốn kiếp, người hăng máu như vậy, lúc này Lăng Hàn không vội, tốc độ kim nghiêu đã đạt đến cực hạn. Hầu cốc đã ở trước mặt, Lăng Hàn, nhanh nghĩ biện pháp, bích tiêu công chúa kêu lên, người cho rằng ta không gì làm không được sao. Lăng Hàn thở dài, hiện tại cứu binh đã ở trước mắt hắn cũng thở ra cũng có tâm tư đùa giỡn gương mặt bích tiêu công chúa đầy đau thương đạo không nghĩ tới ta lại cùng chết với ngươi lang hàn rất bất mãn ngươi đang nói gì thế hắn tệ đến mức như vậy sao tử kỳ của các ngươi đến rồi giọng nói của huyền thiên lĩnh vang lên hắn đã đuổi tới gần và vỗ xuống một trường hầu ca cứu mạng a lang hàn đột nhiên gào to bích tiêu công chúa nhắm mắt lại ra hỏa này đã sợ chết tới mức không biết làm gì người muốn gọi cứu mạng cũng nên gọi mẫu thân của mình chứ. Kêu cái quỷ gì, đã tới mức này, người có thể trông cậy có người cứu ngươi sao? Huyền thiên lĩnh cười lạnh, nói, nằm mơ đi, tiểu quỷ, người biết cái rắm Một giọng nói vang lên, khốn kiếp, gặp quỷ rồi. Huyền thiên lĩnh sợ hãi, ai, thời điểm lão tôn tung hoành thiên hạ, lão tổ tông nhà ngươi còn chưa xuất thế đấy. Giọng nói lại vang lên, không nên giấu đầu lộ đuôi, đi ra cho bổn tọa. Huyền thiên lĩnh quát lớn, giọng nói của đối phương truyền từ trên trời xuống hiển nhiên đối phương dùng thủ đoạn nào đó ngươi muốn gặp lão tôn giọng nói đáp lại đi ra huyền thiên lĩnh lớn tiếng kêu lên xeo một bóng người bay vút lên thân thể cao lớn toàn thân đen nhánh huyền thiên lĩnh sững sờ bởi vì đây là một con khỉ lớn nhìn qua phía sau hắn cười lạnh con khỉ lớn này chỉ có thực lực tầm bí cảnh thật không tự biết mình một vệt kim quang xuất hiện và tiến vào trong thân thể khỉ lớn dường như con khỉ lớn nổi điên khí tức của nó tăng lên thật nhanh, đã vượt qua tiên môn, trở thành trúc cơ cảnh, sau đó tiếp tục tăng lên và dừng lại ở chú đỉnh cảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Huyền thiên lĩnh hít khí lạnh, toàn thân run rẩy. Hiện tại hắn đã biết rõ khỉ lớn có thực lực tầm bí cảnh nhưng bị niệm lực của một cường giả nhập thể, cưỡng ép tăng tu vi lên. Kỳ thật hắn cũng có thể làm được việc này, nhưng nhiều lắm chỉ có thể gia tăng thế thân lên tầm bí cảnh, quá khó vượt qua tiên môn. Cho nên, thực lực cường giả không lộ diện quá cường đại, thân thể hắn run rẩy. Tiền bối, huyền mỗ không biết uy vũ của ngài cho nên mạo phạm, xin tiền bối đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, tha cho vãn bối một lần. Hắn quỳ xuống, cung kính hành lễ với khỉ lớn. Cho dù thực lực chân thật của khỉ lớn là tầm bí cảnh, nhưng hắn đang đối mặt với cường giả vô thượng, chỉ có thể thận trọng. Ngươi muốn giết huynh đệ của lão tôn, còn muốn lão tôn tha cho ngươi. Khỉ lớn mở miệng, trong giọng nói mang theo lệ khí khó có thể hình dung. Sắc mặt huyền thiên lĩnh biến thành khó coi, thân thể hắn lạnh buốt không ngờ sâu kiến minh văn cảnh như lăng hàn lại có hậu thuẫn kinh khủng như thế bích tiêu công chúa cũng nhìn sang lăng hàn nội tâm chấn động rất lớn nàng vẫn cho rằng hậu thuẫn lớn nhất của lăng hàn chính là trần phong viêm nhưng hiện tại xem ra hầu ca còn trâu bò hơn chờ chút yêu hầu quyền nàng nghĩ tới cái gì đó lăng hàn gọi cường giả bí ẩn kia là hầu ca yêu hầu quyền là hầu ca dạy cho lăng hàn nghĩ đến cái này trái tim của nàng đập mạnh nàng có thể thừa cơ học yêu hầu quyền hay không chương 3957, chuyện xưa 2000 năm trước. Đại nhân muốn vãn bối làm thế nào? Huyền thiên lĩnh không dám làm trái. Khỉ lớn gãi đầu một cái, sau đó nói. Tự đoạn một tay, cút. Huyền thiên lĩnh cắn răng, nói. Tốt, hắn nâng tay phải lên, ra vẻ phải chém cánh tay trái. Cánh tay còn chưa chém xuống thì hắn đã quay người bỏ chạy, chạy rất nhanh. Cho cười, lão tôn đã mở miệng, người có thể trốn hay sao? Thân thể khỉ lớn nhảy lên, nó lộn nhào một cái, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt huyền thiên lĩnh. Người nhà gian lận nha, sao có thể nhanh như vậy? Sắc mặt huyền thiên lĩnh tối tăm nhưng hắn tuyệt đối không đoạn một tay, bằng không hắn phải tìm được thánh dược mới có thể phục sinh, tu vi chú đỉnh cảnh như hắn làm sao có thể đạt được. Hắn ra sức động thủ tấn công khỉ lớn, khỉ lớn xuất quyền đáp lễ, rõ ràng cùng là chú đỉnh cảnh, một chiêu một thức cũng có thể phát huy ra lực lượng vượt qua cảnh giới, dễ dàng áp chế huyền thiên lĩnh. Qua 10 chiêu, Huyền Thiên Lĩnh đã bị khỉ lớn bắt lấy cánh tay trái, dùng sức kéo một cái, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay trái bị xé đứt khỏi thân thể Huyền Thiên Lĩnh. Khỉ lớn rất tùy ý vứt Huyền Thiên Lĩnh xuống mặt đất, nói: "Cút!" Huyền Thiên Lĩnh không dám phóng rắm, vội vàng bỏ chạy thật xa. Hầu ca, lúc này, Lăng Hàn mới nhảy ra khỏi Kim Ngưu và chào hỏi Khỉ lớn. Khỉ lớn nhếch miệng, "Huynh đệ, có phải ngươi trách lão Tôn không giết tên kia?" Lăng Hàn lắc đầu, "Không có, ta còn muốn cảm tạ đại ca cho ta cơ hội báo thù đấy. Ha ha, không hổ huynh đệ của lão tôn. Khỉ lớn cười nói, đến đây, lão tôn chờ ngươi trong cốc. Nói xong, thân thể khỉ lớn run rẩy, khí thế cường đại biến mất như thủy triều. Nó giật mình một cái, nhìn lăng hàn một lúc, lúc này lộ ra hai hàng răng nanh trắng bóng, nói. Nhị đương ra, gương mặt lăng hàn tối sầm, không nên gọi ta là nhị đương ra, vậy ta nên gọi là gì? Khỉ lớn vào đầu bứt tai, nó không hiểu nổi tùy tiện, dù sao cũng không được gọi ta là nhị đương gia. Lăng Hàn nói, vậy thì gọi là nhị đại vương, khỉ lớn thử thăm dò, Lăng Hàn thở dài, bị người ta gọi là lão nhị thật không tốt, cho dù có đổi xương hô thế nào cũng không thể thoát khỏi chữ nhị. Được thôi, dù sao cũng tốt hơn nhị đương gia. Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa đi theo khỉ lớn, bọn họ tiến vào hầu cốc, đi tới nơi hầu ca bị chân áp. Hơn một năm qua đi, hầu ca vẫn như cũ, trên đầu là cỏ dại dối bời, hắn lại không ngần ngại chút nào hầu ca lang hàn cười nói nhị đệ hầu ca cũng nhếch miệng cười chào hỏi xin ra mắt tiền bối bích tiêu công chúa cũng chào hầu ca hầu ca nhìn công chúa yêu tộc một chút cười nói nhị đệ ánh mắt ngươi rất tốt chọn nữ tử hầu tộc ta làm giai ngẫu lang hàn vừa định giải thích một chút lại nghe bích tiêu công chúa cười nói tiền bối khen ngợi bích tiêu sợ không xứng với lăng ca ca em gái ngươi lăng ca ca là cho ngươi gọi sao Lăng Hàn cảm thấy mình đã xem nhẹ công chúa yêu tộc này, lúc nàng không biết xấu hổ cũng không thua kém gì hắn. Lục Nhĩ Mi hầu cũng xem như có chung nguồn gốc với lão Tôn, xem mặt mũi của nhị đệ, lão Tôn liền giúp ngươi một chút. Bỗng nhiên hầu ca thổi một hơi về phía Bích Tiêu công chúa, trên người Bích Tiêu công chúa tỏa ra hào quang vạn trượt dường như nàng sắp phú hóa phi tiên. Lăng Hàn không cần hỏi cũng biết, Bích Tiêu công chúa đã đạt được chỗ tốt rất lớn. Lão Tôn tăng huyết mạch của oa nhi này lên, hầu ca nói, dựa vào thở một hơi là có thể tăng huyết mạch của người khác ca ngươi lợi hại lăng hàn xưa nay không biết khách khí là gì hắn cười nói hầu ca người cũng tăng huyết mạch ta lên đi hầu ca lắc đầu oa nhi này là hầu tộc giống lão tôn cho nên lão tôn mới có thể tăng huyết mạch của nàng lên ngươi là nhân tộc thuần túy lão tôn không có năng lực này lăng hàn thở dài xem như tiện nghi cho bích tiêu công chúa hơn nữa huyết mạch nhị đệ ngươi thiên phú căn cốt nhìn như phổ thông Lão Tôn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn kỹ lại cảm giác nó cân bằng và hoàn mỹ, trừ phi có thể tăng lên toàn phương diện, bằng không chỉ có thể lựa chọn tăng lên phương diện khác, chỉ bằng bằng không tăng lên, nếu không sẽ gây hiệu quả trái ngược. Hầu Ca nói rất nghiêm túc, "Tốt, đây chính là đánh giá của Hầu Ca." Lăng Hàn nói thầm, "Mình xuất thế trong thần thạch, khẳng định có nơi nào đó rất thần kỳ, không phải phàm thai chân chính." Hắn nghĩ nghĩ, lúc này thả đám hồ lộ hoa ra ngoài. "A, à, mặt người này đầy lông." dáng vẻ thật giống khỉ hi hi chơi vui đám hoa nhi không kiêng kỵ gì lập tức hi hi ha ha với nhau hầu ca cũng không tức giận hắn nhìn bảy hoa nhi và giật mình nói nhị đệ vận khí của ngươi thật không tệ cái gì lang hàn không hiểu hỏi thời điểm đến ngươi tự nhiên sẽ biết hầu ca cười nói a à, đúng là con khỉ đầy lông còn quen biết phụ thân bị đè dưới núi thật đáng thương đám hoa nhi lắc đầu chỉ có nhị hoa nói con khỉ đầy lông này rất lợi hại, ta không thấy rõ cảnh giới của hắn. Ơ, ờ, bảy hoa nhi cùng lui về phía sau, dường như vô cùng kiêng kỵ. Lăng Hàn cười cười, nói, đây là Hầu Ca, là đại ca kết bái của ta, các người gọi là Hầu Đại Bá. Hầu Đại Bá, bảy cái hoa nhi cùng chào hỏi Hầu Ca. Hầu Ca vui vẻ tiếp nhận, sau đó nói với Lăng Hàn. Nhị đệ, tại sao người bị người ta truy sát tới đây? Lăng Hàn cũng nói rõ chân tướng một lần, nhưng thời điểm nói đến Trần Phong Viêm, hầu ca lại cắt lời. Người nói, người này tên là Trần Phong Viêm, Lăng Hàn gật đầu, không sai, hầu ca, người biết người này, hắc hắc, hầu ca cười to, nói, về sau gặp Trần Phong Viêm, không cần khách khí với hắn, nếu hắn dám có ý kiến, người nói trở lão tôn thoát khốn sẽ đánh mông hắn. Lăng Hàn kinh ngạc, nghe hầu ca nói như vậy, dường như hai người biết nhau. Hầu ca, chẳng lẽ ngươi là tồn tại của văn minh trước kia? Hắn lập tức hỏi thăm, hầu ca gật đầu, nói, không sai, rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, có phải người bị những người đồ sát thiên hải tinh trấn áp ở đây? Lăng Hàn đã hiếu kỳ thật lâu, thật vất vả gặp được một người biết được chân tướng, hắn lập tức hỏi thăm. Người xác định muốn biết, hầu ca hỏi, Lăng Hàn gật đầu, hơn 2.000 năm trước, thiên hải tinh được một vương triều thống trị, nó phụ thuộc vào một hoàng triều lớn. Hầu ca bắt đầu nói, nhưng vương triều này phát triển quá nhanh, nhanh đến mức hoàng triều không thể ngồi yên, từ đó chụp mũ một tội danh nào đó, bọn họ phái đại quân và vô số cường giả vượt qua tinh không đến nơi này. Sau đó đại chiến diễn ra, vương triều trên thiên hải tinh bị hủy diệt, phần lớn cường giả bị giết chết, có chút thế lực thì đầu hàng, cả tộc, cử tông di chuyển đi tới tinh thể của hoàng triều kia. Lão Tôn cũng bị trấn áp ở dưới núi này, lại qua một đoạn thời gian, hoàng triều biến thiên hải tinh thành ngục giam, chuyên nhốt một ít tội phạm có bối cảnh cường đại, lại không dám giết người. Đại trận này vận chuyển sẽ rút năng lượng từ thiên hải tinh, cho nên từ khi đó, tinh thể này xuống dốc, đã không thích hợp tu luyện. chương 3958, lại triệu kiến. Chuyện này không phức tạp, đầu tiên là một vương triều hủy diệt, sau đó bị biến thành lồng giam, chỉ như thế mà thôi. Lăng Hàn không còn gì để nói, mặc dù hầu ca nói hời hợt nhưng đây là một vương triều hủy diệt, như vậy đã chết bao nhiêu người. Hầu ca, rốt cuộc hoàng triều này cường đại cỡ nào? Hắn hiếu kỳ hỏi thăm, đã nhiều năm như vậy, lồng giam cũng bị phá vỡ, hoàng triều có thể ngốc đầu lại hay không? Hầu ca cười hắc hắc, tiên đồ cửu dai, có thể xưng là hoàng triều, tất nhiên cần phải có cường giả cấp giáo chủ, cũng chính là bậc thang thứ sáu của tiên đồ, xưng là tiểu thừa cảnh. Nhưng thanh long hoàng triều có một lão quái vật chưa chết, chính là tôn giả tứ cực cảnh, nếu không phải lão gia hỏa kia xuất thủ, lão tôn cũng không bị chân áp. Hầu tử bộc phát lệ khí, nhe răng trợn mắt, mười phần dọa người. Chính hắn chân áp ngươi, lang hàn hỏi, hầu ca gật đầu lão quái vật không dám giết lão tôn, chỉ có thể trấn áp lão tôn, hắn muốn trấn áp lão tôn một đời một thế, nhưng thiên địa có thể giam lão tôn hay sao? Hơn 2.000 năm qua đi, thực lực lão tôn mỗi ngày đều có tăng lên, đợi lão tôn thoát khốn, ta sẽ đi tìm lão quái vật kia, một côn nện hắn thành thịt nát. Vị hầu ca này có lệ khí quá nặng, nhưng ai bị trấn áp hơn 2.000 năm mà không có oán hận? lang Hàn kinh ngạc, nói, hầu ca cũng là cường giả cấp giáo chủ, lão quái vật kia cũng không dám giết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có trưởng bối mạnh hơn? Hầu ca ngạo nghế, đương nhiên, tổ tiên lão tôn năm xưa đứng trên đỉnh phong tiên đồ, độc đoán càn khôn, vô địch một thời đại, hiện tại chỉ không biết tung tích, lão quái vật kia không dám hạ sát thủ, sợ cổ tổ trở về, một bàn tay chụp chết hắn. Tiên đồ đỉnh phong, lăng hàn kinh ngạc ngây người, hầu ca bị giam giữ dưới núi lại có cổ tổ vô địch một thời đại. Nhị đệ, hiện tại có rất nhiều chuyện ngươi không nên biết, nước trong đó rất sâu. Hầu ca cũng nói một câu dự phòng, Tránh Lăng Hàn lại hỏi tiếp: "Tu luyện thật tốt, nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, không ngại chạy tới nơi này." Lan Hàn biết, Hầu Ca là cao thủ cần cường giả cấp tôn giả mới có thể trấn áp, tu vi của hắn tất nhiên cũng đạt tới tiểu thừa cảnh, chính là nhân vật cấp bậc giáo chủ. Mấy ngày nay đã nghe nói qua, cho dù thả vào trong tinh hải, nhân vật cấp giáo chủ cũng là cường giả đỉnh cao, có thể xưng bá một tinh thể. Lúc trước Hầu Ca chính là nhân vật như vậy, chỉ tiếc lại kinh động đến tôn giả. Hầu Ca tràn ngập tự tin, tin tưởng bản thân mình nhanh chóng thoát khốn sau khi hắn thoát khốn hắn nói mình sẽ đi đánh cao thủ cấp tôn giả tôn giả đứng thứ bảy trên tiên đồ số lượng ít đến thương cảm hai ngày sau bích tiêu công chúa cũng tỉnh lại nàng vui mừng không kìm nén được huyết mạch lại tăng lên một chút nàng đã trở thành thiên tài nhị tinh nàng nói cảm tạ hầu ca nàng biết hầu ca xem mặt mũi của lăng hàn nên mới trợ giúp bởi vậy nàng cố ý giả bộ thân phận với lăng hàn uy ngươi không cần mặt mũi sao Lăng Hàn lại gần và hỏi nhỏ, nếu ngươi dám vạch trần ta, ta sẽ mang chuyện ngươi trộm nội y của ta báo cho hầu ca. Bích tiêu công chúa uy hiếp, vẻ mặt Lăng Hàn biến thành cổ quái, ngươi cho rằng hầu ca sẽ vì việc này mà trách ta hạ lưu. Ý nghĩ của hầu ca khác người thường, nói không chừng sẽ khen hắn có tư tưởng mới. Nhưng công chúa yêu tộc biến thành vô sỉ như vậy từ khi nào? Hắn cười ha ha, nói, tốt, ta không vạch trần ngươi, còn phối hợp với ngươi. Phối hợp như thế nào? Bích tiêu công chúa hỏi, lăng hàn đưa tay ôm eo nhỏ nhắn của bích tiêu công chúa. Đây mới gọi là tình lữ, toàn thân bích tiêu công chúa toàn nổi ra gà, đầu tiên, thân thể nàng cứng đờ, ngay sau đó đã tiến vào trạng thái bùng nổ, oanh, thực lực tầm bí cảnh bộc phát hoàn toàn, cộng thêm nàng có sức chiến đấu cấp bậc nhị tinh, hoàn toàn có thể miểu sát chín thành chín tầm bí cảnh. Nàng nâng tay đánh lăng hàn, dê xồm, ta muốn giết ngươi, lăng hàn biết mình sờ mông lão hổ. Cho nên lập tức bỏ chạy thật nhanh Lúc này cười nói Bích tiêu tiểu hôn hôn Người muốn ngưu sát thân phu sao Một trốn, một đuổi theo Hầu cốc trở nên hỗn loạn Nhị đại vương và nhị phu nhân thật ân ái Sáng sớm đã ném thức ăn của chó với nhau Một con khỉ nói Người cũng không phải chó, người là khỉ Độc thân quá lâu, ta cho rằng mình là chó Náo loạn nửa ngày Lửa giận của bích tiêu công chúa cũng hạ xuống Đây chính là hầu cốc Cho dù lang hàn không chạy Nàng có thể giết lang hàn sao Hai người dừng lại trong hầu cốc nửa ngày, đáng tiếc, hầu ca hiện tại không có bảo vật gì tặng hắn, Lăng Hàn lại không ngại, hắn là người nặng tình cảm, thứ hai, hầu ca giúp đỡ hắn không đủ lớn hay sao? Hắn cáo từ hầu ca, tin tưởng tương lai không xa, hai huynh đệ chúng ta sẽ trùng phùng ở bên ngoài. Hai người xuất phát, quay lại đế đô, Lăng Hàn cũng hỏi hầu ca lai lịch của tấm bia đá vỡ nát, lại bị hầu ca báo cho, đồ chơi này âm khí rất nặng, vô cùng có khả năng là mộ bia, cho nên lây dính tử khí. Nhưng hầu ca cũng thừa nhận, một nửa của hai chữ kia rất ghê gớm, đạo vận mười phần, hắn cũng không thể viết ra được. Cho nên, Lăng Hàn không có ném tấm bia đá nát vụn kia đi, hắn thu nó vào trong một pháp khí không gian riêng biệt, tránh làm ô nhiễm những vật khác. Đương nhiên lúc quay về không xa xỉ như vậy, sử dụng kim nghiêu làm tòa kỵ, còn tốt, không hạm đang chờ bọn họ, cũng không bị người Thái Hoa Tông phát hiện, bọn họ lên không hạm, chỉ ba bốn ngày đã quay về đế đô. Lăng Hàn thông qua ngoại vụ phủ thả tin tức ra ngoài, nói là Hoa Thiên Tông không tuân hoàng mệnh, đã phế bỏ tu vi của công tôn lương, dùng việc này cảnh cáo thiên hạ. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, mà khi tin tức này được chứng thực đã dẫn tới vô số thế lực kiêng kỳ, phải biết, ngay cả một cường giả chú đỉnh cảnh cũng gãy mất một tay, thực lực ngoại vụ phủ mạnh tới mức nào. Không bao lâu, các phương đến chầu, trong một ngày ngoại vụ phủ nhận được thư xin hàng của mười mấy thế lực, chỉ chờ ngoại vụ phủ phái người tới tiếp thu. Việc này cũng làm ngoại vụ phủ bận rộn, đám người hiên viên định quốc, Liên Tuyết Dung, Hồ Nhị bận rộn không ngẩng đầu lên nổi, dù sao ngoại vụ phủ thiếu rất nhiều nhân viên. Trong tình huống như vậy, các hoàng tử cũng bắt đầu an bài nhân thủ, hy vọng có thể nhúng tay vào sự vụ ngoại vụ phủ, từ đó thu lợi cho mình. Chuyện này lại bị Lăng Hàn cự tuyệt, cho dù các hoàng tử hận hắn như thế nào, hắn không đặt trong lòng. Mặc dù hầu ca không có nói tỉ mỉ, nhưng Lăng Hàn đoán được hắn khẳng định quen biết Trần Phong Viêm, hắn là huynh đệ kết bái với hầu ca, như vậy không cần ăn nói khép nép trước mặt Trần Phong Viêm, huống chi là những hoàng tử này. Các người hận nghiến răng thì thế nào, có bản lĩnh thì bảo Trần Phong Viêm thu hồi chức vụ của ta đi. Ai ngờ, Trần Phong Viêm lại hạ chiếu thư, do Đại Thái Giám Chu Kỳ tự mình đưa tới, triệu kiến Lăng Hàn đến gặp. chương 3959, trận pháp bảo điển. Lăng Hàn đi theo Chu Kỳ nhưng không phải Hoàng Cung, mà là vùng ngoại ô. Xem ra, Chu Kỳ thật sự rất được Trần Phong Viêm tín nhiệm, bởi vì các hoàng tử cũng không biết vị trí Trần Phong Viêm bế quan. Lăng Đại Nhân, Người thật sự được bệ hạ xem trọng, phải biết, từ khi bệ hạ bế quan, hắn chưa từng gặp ai. Chu kỳ hâm mộ, lang hàn chỉ cười một tiếng. Chu đại nhân, ngài mới là đệ nhất tâm phúc bên cạnh bệ hạ. Lão nô chỉ tận trung với cương vị, toàn tâm toàn ý làm việc vì bệ hạ. Chu kỳ vô cùng khiêm tốn. Lăng Hàn vẫn không hiểu vì sao một đại cao thủ như hắn lại cam tâm vào hoàng cung làm thái giám, rõ ràng trước tầm bí cảnh thế nhưng là cực kỳ hiếm có. Được rồi, đây là việc tư của người ta hai người đi tới chân núi tiếp tục leo núi sau khi đi lên đỉnh núi chu kỳ bảo lăng hàn chờ một lát hắn tiến lên xin chỉ thị của trần phong viêm qua một lúc chỉ thấy trần phong viêm xuất hiện hắn mặc y phục thường ngày giống như người thường lang hàn vội vàng ôm quyền nói bái kiến thánh hoàng nội tâm hắn cảm thấy kỳ quái bởi vì hắn cảm thấy trạng thái của trần phong viêm có phần cổ quái hắn hiếu kỳ và mở nhãn thuật lại giật mình bởi vì trần phong viêm là một đám năng lượng cấu thành căn bản không phải thực thể đây là hóa thân của chấm, cũng không phải thực thể. Trần Phong Viêm từ tốn nói, giống như xem thấu suy nghĩ của Lăng Hàn. Hóa thân, Trần Phong Viêm thấy Lăng Hàn khó hiểu, chủ động giải thích. Sau khi bước vào hóa linh, nhất niệm liền có thể hóa thành linh thể, thực lực không đạt tới hoặc không tu hành nhãn thuật sẽ không nhìn ra hư thực. Hóa linh, đây chính là bậc thứ năm trong tiên đồ, hóa linh cảnh cũng được tôn xưng là chân quân, những người mạnh nhất trong lồng giam chính là hóa linh cảnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi tê, Trần Phong Viêm lại là hóa linh chân quân, ra hỏa thật mạnh, kém một chút đã trở thành cường giả cấp giáo chủ. Lăng Hàn kỳ quái, vì cái gì Trần Phong Viêm lại đặc biệt tốt với hắn, chuyện này thật sự vượt qua lẽ thường. Có phải ngươi rất hiếu kỳ, vì cái gì chấm vẫn ủng hộ ngươi? Trần Phong Viêm nói ra nghi hoặc trong lòng Lăng Hàn, Lăng Hàn gật gật đầu, ta rất hiếu kỳ, ngươi đã gặp hầu tử ở Hải Bình Sơn đúng không? Trần Phong Viêm lại thay đổi chủ đề, nha, Lăng Hàn gật đầu, nói, đó là đại ca của ta." Gương mặt Trần Phong Viêm cứng đờ, đã một lúc hắn mới nói. "Chấm thấy ngươi sử dụng yêu hầu quyền, cho nên đã sớm biết ngươi có quan hệ với hầu tử đó." Thì ra là thế, khó trách Trần Phong Viêm lại nhìn hắn với ánh mắt khác, hóa ra là có quan hệ với hầu tử. "Nhưng Trần Phong Viêm có quan hệ gì với hầu ca? Dường như bệ hạ quen biết hầu ca." Lăng Hàn hỏi, "Hầu ca nói, nói cái gì?" Trần Phong Viêm truy vấn, hắn cảm thấy thất thố. Lăng Hàn cười ha ha, nói Hầu ca nói đùa, nói đánh mông bệ hạ, sắc mặt Trần Phong Viêm trở nên khó coi, hắn là cường giả hóa linh cảnh, đặt trong bất cứ tinh thể nào cũng có thể gọi là cao thủ, lại tiến thêm một bước chính là siêu cấp đại lão cấp giáo chủ. Bây giờ bị người ta nói đánh mông, hắn làm sao chịu nổi. Sừng sốt một hồi, hắn mới nói, phụ hoàng chấm từng kết bái với hầu tử kia, theo lý, chấm nên gọi hắn một tiếng bát thúc. Nói cách khác, lúc trước có tám người kết bái, chờ chút, lão tử ngươi, Lăng Hàn kinh ngạc nhìn Trần Phong Viêm, mặc dù hắn suy đoán như vậy nhưng từ trong miệng Trần Phong Viêm nói ra, hắn vẫn có chút kinh hãi, đây thật sự là cổ nhân của 2.000 năm trước. Không sai, chấm sinh ra trong văn minh đời trước, chẳng qua khi quốc gia phá diệt, chấm bị phong ấn, mới giải phong vào trăm năm trước. Trần Phong Viêm gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, Lăng Hàn nghĩ rất nhiều, không cần phải nói, hầu ca nói Vương Triều bị diệt nhất định là tiền thân của huyền Bắc Quốc, lão quốc chủ lúc trước chết trận, hắn đã phong ấn con trai của mình, thẳng đến khi thiên địa dị biến không lâu mới xuất thế. Khó trách Trần Phong viêm cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, hóa ra hắn là người của văn minh trước kia, chỉ sợ khi đó hắn đã đứng ở tiên đồ bậc 4, có lẽ chính là hóa linh chân quân, cho nên hắn không cần lo lắng hoàn cảnh thiên địa biến hóa. Nếu nói như vậy, Trần Phong viêm là vãn bối của mình, gọi mình là Cửu Thúc, Khục, Trần Phong viêm ho khan một tiếng, nói, mọi người kết giao với nhau, người có quan hệ với hầu tử sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ với chấm. Lăng Hàn nhìn Trần Phong Viêm, thầm nghĩ vị thánh hoàng này lúc trước đã ăn bao nhiêu thua thiệt từ hầu ca, mới có thể mở miệng ngậm miệng nói hầu tử này hầu tử nọ. Đáng thương, người gần nhất làm không tệ, tiếp tục như thế. Trần Phong Viêm nói, nếu người có thiên phú trận pháp như vậy, chấm sẽ đưa cho người một trận pháp bảo điểm, là tứ thúc năm xưa lưu lại. Hắn thở dài, tứ thúc kinh tài tuyệt diễm, hắn có thể trở thành trận pháp sư mạnh nhất thiên hạ, trong chiến đấu với Thanh Long Hoàng Triều, hắn lấy trận pháp giảo sát năm tên nhân vật cấp giáo chủ của đối phương, cuối cùng lại chết thảm. Lăng Hàn, chuyện liên quan tới chấm và hầu tử kia, người tuyệt đối không thể nói cho người thứ tư biết, nếu không, Thanh Long Hoàng Triều sẽ ngóc đầu trở lại, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm giao phong chính diện với bọn chúng. Lăng Hàn gật gật đầu, Thanh Long Hoàng Triều khẳng định là đao phủ hủy diệt phan minh trước kia, cho dù biến thiên hải tinh thành lao tù, hiện tại có rất nhiều phạm nhân trốn đi, chắc chắn sẽ kinh động tới bọn họ. Đến lúc đó lại phát hiện năm xưa có cái lọt lưới, khẳng định sẽ phát động giết chóc lần nữa. Nhưng chỉ cần hầu ca có thể thoát khốn, hắn sẽ có thực lực cấp tôn giả, khi đó đối đầu với Thanh Long hoàng triều thì thế nào? Vào lúc nói chuyện, Chu Kỳ lại tiến vào, bưng một cái hộp gỗ và giao cho Lăng Hàn. Cố gắng thật tốt, Trần Phong Viêm nói, "Được." Lăng Hàn gật đầu, sau khi biết rõ bối phận, hắn thật sự không cách nào tôn kính chất tử này được. Đi thôi trần phong viêm phất phất tay thân thể hắn chấn động và hóa thành ánh sáng rời đi chu kỳ cũng cúi người thi lễ với lăng hàn lặng lẽ trở ra lăng hàn đứng trên đỉnh núi hắn nhìn hộp gỗ trong tay nó là cái hộp cố tỏa ra khí thức cổ xưa nhưng được bảo trì rất hoàn chỉnh hắn ngồi xuống và mở hộp gỗ ra chỉ thấy bên trong có một tấm da thú đặt ở nơi này lại có cảm giác hư ảo mờ mịt hắn lấy da thú ra nó rất nhẹ giống như không có một chút sức nặng nào hắn phát hiện tấm da thú này rất dài lúc mở ra lại dài tới 10 trường. Trên tấm gia thú ghi lại trận văn thật lớn, đây cũng không phải là những trận văn sơ cấp trung cấp hay chữa trị trận văn, mà là hoàn toàn mới. Sau khi hắn nhìn thấy trận văn đầu tiên, tinh lực của hắn bị hấp dẫn, cũng không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần. Hắn cảm thấy đau đầu, cả người lảo đảo như sắp ngã, hắn biết mình tiêu hao quá nhiều tinh thần. Hắn hoảng sợ, trận văn này quá mức kinh khủng, chỉ nhìn trận văn đầu tiên đã tốn sức như vậy, còn nghiên cứu thế nào khó trách trận sư thưa thất như vậy.